chương 841, cái này cửa lớn không tệ, cùng ta hữu duyên, đào đi. Long môn chậm rãi khép kín. Sau cùng biến thành lớn chừng bàn tay môn hộ, rơi vào đến đậu trường sinh trong tay, sau đó biến mất tại trong tay áo. Đậu trường sinh đưa tay hướng về nơi xa một trảo, cái kia lơ lửng ở giữa không trung tiên thiên nhất khí bình, trong nháy mắt liền đã hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào đến đậu trường sinh trong lòng bàn tay, đậu trường sinh một tay nâng tiên thiên nhất khí bình, ánh mắt bắt đầu cẩn thận quan sát phía trước. Phía trước hiện ra tại đậu trường sinh trong tầm mắt, chính là một tòa treo lơ lửng giữa trời mà lên dãy núi. Đây là một tòa huyền không sơn. Bất quá thứ nhất đáng lưu ý chính là, giữa thiên địa tràn ngập linh khí, đây là tiên linh chi khí. Âm linh khí đến từ địa giới, tiên linh chi khí đến từ thiên giới. Giữa thiên địa tiên linh chi khí, cực kỳ nồng đậm, như là vũ khí đồng dạng tràn ngập tại tứ phương. Hô hít một hơi, liền có thể phun ra nuốt vào tiên linh chi khí. Đậu trường sinh có thể rõ ràng phát hiện tiên linh chi khí khác nhau, cái này tiên linh chi khí so sánh với linh khí trong thiên địa, không thể nghi ngờ phẩm chất cao hơn một chút, lâu dài ở vào hoàn cảnh như vậy dưới, tu hành mà nói sẽ càng thêm đơn giản. Không, đây không phải một ngọn núi, mà chính là thiên dông cung. Lần trước tại nhân hoàng miếu về sau, đậu trường sinh cũng là bù lại không ít hơn cổ tri thức. Thượng cổ 36 cung bên trong thiên dông cung, chính là một tòa treo ngược sơn phong, phản phất là một tòa huyền không sơn, trước mắt tình huống này toàn bộ đều phù hợp. Thiên dông cung là cùng quản hàng cung đặt song song, đều là thượng cổ 36 cung thượng cổ 36 cung chi chủ, đều là một tôn bất hủ kim tiên, bọn họ cũng là thiên giới trụ cột, là thiên giới áp đảo nhân gian giới cùng địa giới phía trên nguyên nhân chủ yếu nhất. Đậu trường sinh khẽ trao mày, cái này muốn là thiên dông cung, cái này một tôn thượng cổ thiên tôn, cũng là thiên dông cung chi chủ, nhưng tại trong điển tịch ghi chép, thiên dông cung chi chủ có phải hay không xuất thân vũ tộc, cái này thật sự chính là không biết. Thượng cổ thiên biến về sau, tiên đạo đều đã sụp đổ, đại đa số điển tịch một cách tự nhiên hư hại, có thể truyền thừa xuống điển tịch, đến cùng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, mà cái này một bộ phận còn bị vạn tộc tranh đoạt, phân đến nhân tộc nơi này điển tịch đã ít lại càng ít. Thiên Dông Cung đặc biệt cái này quá rõ rệt, cho nên không chỉ cần bản thân mình phát hiện, còn lại thần ma cũng đều phát hiện. Có thể đây cũng không phải là bọn họ bỏ xuống chính mình, trực tiếp tiến vào Thiên Dông Cung lý do A. Bây giờ chỉ còn lại có chính mình một người, đây là rất chuyện không bình thường. Chủng tộc khác còn chưa tính, nhân tộc khẳng định sẽ chờ mình tình cảnh này xuất hiện nói rõ xảy ra ngoài ý muốn giết người cái này rất khó khăn bởi vì từng tôn thần ma cái nào cũng không tốt gây là đem người đều cho tách ra sao cái này một kết quả rất tốt phán đoán vị này thượng cổ thiên tôn tinh thông truyền tống tại đạo trường của chính mình bên trong làm nhiều một số chuẩn bị đây là chuyện rất bình thường có hai kiện bất hủ thần binh lại có đông đảo tiên thiên thần ma cái này một cổ lực lượng tụ tập cùng một chỗ là một cổ đủ để thay trời đổi đất lực lượng nhưng muốn là bọn họ phân tán ra đến liền có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội không vị này thượng cổ thiên tôn căn bản không cần đi giết người nương tựa theo địa lợi thượng cổ thiên tôn chỉ cần đem người đều cho cúng lấy tiêu hao thời gian của bọn hắn cho thương nguyên đồng trùng kích bất hủ thời gian chỉ cần thương nguyên đồng sau khi thành công như vậy cục thế đem về đại biến chính mình cả đám cũng là cá trong chậu liền xem như thương nguyên đồng thất bại như vậy cũng không phải chuyện xấu bất hủ thời đại mở ra thời gian trên diện rộng rút ngắn lấy đối phương đối truyền tống một đạo nắm giữ chạy trốn đây là có cơ hội, thậm chí là nơi này chỉ là một cái ném đi ra mồi nhữ, chỉ có cái này một tôn thượng của thiên tôn một bộ phận nguyên linh, chân thân vẫn chưa ở chỗ này ngủ say. Cái này có quá nhiều loại khả năng. Đậu trường sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra. Đậu trường sinh nhanh chân đi thẳng về phía trước, vị này thiên dông cung chi chủ, đến cùng có cái gì tính kế. Đậu trường sinh không biết, nhưng biết mình nhất định phải tiến vào thiên dông cung. Những người khác tao ngộ truyền tống chi lực, đem bọn hắn phân tán ra đến, có thể đậu trường sinh nhanh chân hướng về phía trước, vậy mà không có bị bất kỳ trở ngại nào, trong dự đoán bị lung tung ném tới thiên dông cung một chỗ ngóc ngách chưa từng xuất hiện, phía trước khu vực cực kỳ an toàn, không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đậu trường sinh từng bước một tiếng về phía trước, kinh nghi một chút, liền nghĩ minh bạch. Một đống người tụ tập cùng một chỗ, nhất định phải tách ra, nhưng khi chính mình một người lúc, bản thân phía trên cùng những người khác thì không cùng một chỗ, căn bản không cần vận dụng truyền tống lực lượng, cái kia thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đậu Trường Sinh từng bước một đi đến đến Thiên Dung cung trước, tại nhìn ra ngoài thời điểm, cái này Thiên Dung cung chính là một tòa treo ngược huyền không sơn, theo đạo lý hết thảy kiến trúc đều là hướng xuống, nhưng làm người đặt mình vào trong đó, căn bản là không có cách phát hiện điểm này. Đậu Trường Sinh cho dù là biết được, chính mình trên không hẳn là hướng mặt đất phương hướng, có thể nhìn một cái y nguyên có thể nhìn gặp bầu trời phía trên, nổi lên trời xanh mây trắng, căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Thiên Dung cung cửa lớn, là cao chừng 10 trượng màu vàng kim cột cửa cái này dường như dùng hoàng kim tưới nước mà thành, toàn thân không một chút màu tạp, phía trên điêu khắc dương nanh múa vuốt chân long. Chân long vẫy rồng, râu rồng, long trảo, toàn bộ đều sinh động như thật, nhất là cái kia long thủ vị trí, chính vị tại môn hộ ngay phía trên, ngang nhiên thật cao đứng thẳng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đậu trường sinh. Đậu trường sinh nhìn lấy chân long khép kín mắt rồng, có thể rõ ràng biết được tại thượng của thời kỳ, bất luận cái gì đi vào thiên dông cung trước người, đều sẽ bị cái này mắt rồng nhìn chăm chú, từ đó phân biệt khí tức, nghiệm chứng thân phận, bảo đảm sẽ không bị vận dụng biến hóa chi thuật người lừa dối đi vào. Đây là cơ bản năng lực, còn lại khẳng định còn có các loại năng lực. Chỉ là thứ này, thời gian qua đi vạn vạn năm, đã không có tác dụng. Đậu trường sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi về phía trước lúc không khỏi duỗi tay vuốt ve một chút cột cửa. Cái này sờ một cái, đậu trường sinh sững sờ. Cái này vậy mà không phải hư giả chi vật, mà là chân chính chân long. Hiện nay đậu trường sinh nuốt cửa chuyển thần long đan, vừa vặn chính là là chân long chi thân, mà trước mắt cái này chân long tại thượng của thời kỳ, vậy mà bất quá là người ta nhìn cửa lớn, thậm chí là vật trang sức bài trí. Trong lòng không khỏi phức tạp. Chân long, cung bằng, đây đều là nổi danh thần thánh. Bọn họ sinh mà cường đại, là cao quý thần ma. Trời sinh nắm giữ vô cùng lực lượng, giận giữ phong vân động, đủ để thay trời đổi đất. Có thể ở chỗ này, gặp mạnh hơn người, bất quá là người ta biểu dương tôn quý vật trang sức mà thôi. Đậu trường sinh nội tâm thở dài một hơi, một cái tay chăm chú chế trụ chân long thi thể thượng cổ tiên đạo đến bây giờ, thời gian thật sự là quá dài dằng dặc, bất luận là thượng cổ tiên đạo cỡ nào kinh diễm nhân vật, chỉ cần không thể chứng đạo bất hủ kim tiên, như vậy bọn họ đã định trước sẽ tiêu vong, cái này chân long cũng sớm đã tử vong, hiện tại lưu lại chỉ là thi thể. Chính mình bây giờ là cao quý long tộc, gặp được đồng tộc chi long, làm sao có thể để bọn hắn phơi thay hoang dã, khẳng định phải cho bọn hắn nhặt xác, sau đó thật tốt chỉnh lý dung mạo, lại cho bọn hắn lựa chọn một cái ngày lành tháng tốt, để bọn hắn phong quan hạ táng lại cho bọn hắn lập một cái y quan trũng tựa như là nói sai, bại lộ cái gì. Trong lòng bàn tay không ngừng dùng lực, cục cửa phía trên quấn quanh chân long thi thể, dần dần bắt đầu rung động động. Cái này một cổ phản kháng lực lượng, không kém A. À. Nhưng mình càng mạnh. Đậu trường sinh ngênh phong mà trương, trong nháy mắt biến thành hơn một trượng tiểu cự nhân, hai tay trong nháy mắt tráng kiện lên, còn như cỡ thùng nước, cắt cao bắt lấy chân long thi thể, hung ác hướng về phía dưới kéo nắm. Phát tướng thiên địa phía dưới. Đậu trường sinh lực lượng nổ tung thức tăng trưởng, răng rắc, răng rắc, tiếng tạch tạch âm tuần tự vang lên, cũng không biết là xương vỡ vụn thanh âm, vẫn là cột cửa phá nát thanh âm. Tóm lại làm đậu trường sinh bạo phát về sau, chân long thi thể trong nháy mắt rơi xuống. Hơn 10 trượng chân long thi thể, trực tiếp bị đậu trường sinh kéo kéo xuống đến, bởi vì dùng sức quá mạnh, sau cùng đột nhiên buông lỏng, đậu trường sinh đều không tự chủ được lui về phía sau. Bạch bạch bạch. Liên tục lui 7 bước, cái này mới đứng vững thân hình, nhìn trước mắt cái này một bộ chân long thi thể, đậu trường sinh đưa tay ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa, thành công bị đậu trường sinh ném vào đến sâm la giới bên trong. Đậu trường sinh nhìn về phía mặt khác một bộ chân long thi thể, cái này hai đầu chân long có thể bị thiên dông cung chi chủ nhìn cửa lớn, tự nhiên là có được thần dị. Hắn bề ngoài cực kỳ đẹp đẽ, chính là long tộc bên trong cường tộc, kim long một mạch, cái kia lân phiến một mảnh vàng rực, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ quang mang về sau, cực kỳ sáng chói chói mắt, phản phất là một vòng mặt trời. Còn là chân long bên trong thuần huyết, cho dù là cách nhau vô số năm, vậy mà như là vừa mới chết đi một dạng. Nhìn thấy cái này long tộc huynh đệ, đậu trường sinh chỉ có thể nói một cái tốt. Sau khi trở về chú tạo thần binh tài liệu có, bất quá hiện nay thần binh đối giúp mình không lớn, ngược lại là có thể cho bàn long hoàng kim giáp thôn vệ, trở thành bàn long hoàng kim giáp chất dinh dưỡng, đây tuyệt đối có thể đem bàn long hoàng kim giáp tại hướng lên đẩy một bước, theo phổ thông thần binh, đến cường đại thần binh. Một bước này, đậu trường sinh không có ý định hiện tại làm. Bàn long hoàng kim giáp nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thực là không có lương tâm sói con bây giờ chính mình là không ngừng cho hắn chỗ tốt mới đổi lấy dịu dàng ngoan ngoãn nếu để cho bàn long hoàng kim giáp mạnh hơn khả năng liền sẽ phản vệ chính mình cứ việc đậu trường sinh không sợ nhưng cũng là một cái phiền toái đợi đến đột phá thần ma sau lại làm bàn long hoàng kim giáp khẳng định không dám nghe răng lại nói bây giờ hoàn cảnh cũng không cho phép chính là dùng bàn long hoàng kim giáp thời điểm cũng không thể đầy đủ để bàn long hoàng kim giáp phân tán lực lượng tạo thành phòng ngự lực lượng hạ xuống đem hai đầu chân long thi thể toàn bộ đều thu lại về sau đậu trường sinh lại nhìn về phía thiên vong cung cửa lớn môn này trụ phía trên không có chân long quấn quanh về sau nhìn qua trụi lũi nhưng vẫn là bề ngoài thật tốt cho người ta nghiêm túc cảm giác đậu trường sinh đưa tay bắn ra môn này trụ tài liệu không tệ a à, khẳng định là một loại nào đó tinh kim hoặc là một loại nào đó thần binh sắc cụ thể là tài liệu gì đậu trường sinh không hiểu rõ lắm nhưng biết cái này là đồ tốt có thể làm cho chân long quấn quanh đồ vật muốn là phẩm cấp không cao cái này chẳng phải là có nhục chân long cũng để cho thiên dông cung bị người khác xem nhẹ. Chỉ là thứ này, không tốt cầm A. Đậu trường sinh xem xét tỉ mỉ một chút, phát hiện mình không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Tuy nhiên một lòng muốn vơ vét bảo vật, có thể đậu trường sinh còn biết nặng nhẹ, biết hiện nay chiếm lấy đạo nguyên là trọng yếu nhất. Nhìn lấy thiên dông cung treo thật cao bản hiệu, cứ việc không biết ba chữ này, đây là phía trên cổ tiên văn, có thể tiên văn đã cùng thiên địa bản nguyên tương liên, đại biểu cho thiên địa một bộ phận quy tắc, chữ lời có lấy siêu phàm lực lượng, cho dù là chữ lớn không biết một cái, nhìn về phía bản hiệu về sau, cũng sẽ nhận ra thiên dông cung ba chữ. Thứ này hái xuống mang đi, cũng không lãng phí thời gian. Đậu trường sinh mới đưa tay, nơi xa một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, đạo hữu lưu thủ. Thì trông cậy vào cái này bản hiệu sinh hoạt đây. Đạo hữu lấy đi, không ai nhận biết đây là thiên dông cung. Chương 842, Thượng Cổ Bí Văn Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đậu trường sinh duỗi xuất thủ trưởng, lại là không khỏi một trận. Dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy thiên dông cung bên trong một bóng người, chính chậm rãi đi ra. Người đến thân hình cao gầy, thân mang bát quái tiên y, nhất là trên lồng ngực, cái kia hai màu đen trắng thái cực đồ, giống như vòng xoáy đồng dạng, đang không ngừng xoay tròn, hai màu đen trắng thâm thúy quấn quanh, ba sợi râu dài rủ xuống ngực, thái dương sợi tóc hoa râm, một đôi mắt lóe ra hổ phách ánh sáng. Tướng mạo như là thiếu niên, phong thần như ngọc, toàn thân trên dưới tràn ngập phiêu miểu chi khí, giống như cửu thiên chi tiên. Bần đạo dông đạo nhân, bái kiến đậu thái sư đạo nhân đi tới về sau, dẫn đầu thi lễ, thái độ ôn hòa khiêm tốn. Khiến người ta như gặp vui sướng, dường như nhìn thấy nhiều năm chưa từng gặp lại hảo hữu, làm cho lòng người bên trong theo bản năng thân cận. Đậu trường sinh thần sắc lẫm liệt, một câu nói kia bạo lộ ra tin tức phi thường lớn, đối mới biết mình là người nào, điều này nói rõ lấy đối phương không phải mới vừa vặn thức tỉnh, mà chính là đối vạn tộc cục thế rõ như lòng bàn tay, cho dù là chính mình vị này mới cuộc khởi nhân tài mới nổi, cũng là biết kỹ càng nội tình. Muốn biết mình cuộc khởi mới hơn 20 năm, mà trong đó mấy năm trước còn là phàm tục dày vò, vẫn chưa danh dương thiên hạ, cho nên cũng mới hơn 10 năm mà thôi, cái này hơn 10 năm đối với loại này lão quái vật, đồ cổ quá ít. Bọn họ hai mắt nhắm lại, mắt lường một cái, một lần suy nghĩ viễn vong thời gian thì 80-100 năm. Mà lại cái này dông, có phải hay không thiên dông dông? Đậu trường sinh đè xuống nghi vấn, sau đó quanh co lòng vòng đi dò xét, mà chính là trực tiếp thẳng thắn hỏi, cái này dông thế nhưng là thiên dông cung dông. Dông đạo nhân miễn cười nói, đúng vậy bần đạo cũng biết đậu thái sư nghi hoặc. Thiên dông cung chi chủ, thượng cổ vì thiên dông đạo nhân, cũng là trong mắt ngoại nhân thiên đình 36 ngày tôn chi một. Đậu thái sư nghi hoặc bần đạo cùng thiên dông đạo nhân quan hệ, bần đạo có thể vì đậu thái sư kỹ càng giảng giải. Thiên dông đạo nhân có hai đại hóa thân, một là thiên đạo nhân, hai là dông đạo nhân. Dông đạo nhân đưa tay ở giữa tiên khí pha trộn bốc lên, hóa thành hai phe giường mây, dông đạo nhân ra hiệu đậu trường sinh sau khi ngồi xuống, khoanh chân ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, miễn cười nói, viễn cổ, thượng cổ, bất hủ kim tiên vì tu hành cực hạn. Cường giả tiếng không thể tiến, mỗi ngày tu hành đều dậm chân tại chỗ. Cả ngày mệt nhoài ở đây, căn bản không có chút nào hy vọng, cái này là bực nào tuyệt vọng sự tình. Cả ngày trong tuyệt vọng, có người thanh sắc quyển mã, truy đuổi quyền thế, vui tại hưởng thụ, như là viễn cổ long đình chi chủ tổ long, vạn thần chi vương thanh thiên câu quân. Không phải là bọn họ đọa lạc, không còn trước kia anh tuấn uy vũ, mà chính là thế giới như thế, lại chăm lo quản lý, lại qua tu hành thì có ích lợi gì? vốn đã vị ở thiên địa chi đỉnh, long tộc hùng bá thiên hạ, chúng thần xưng hùng thiên hạ, trong lúc phất tay, thay trời đổi đất, niệm động ở giữa thiên hạ không gì không thể giết người. Tu vi, quyền thế, danh tiếng, đều là đã đến đỉnh phong. Một vạn năm có thể không thay đổi ý chí, nhưng ba vạn năm, năm vạn năm, mười vạn năm sau. Ai có thể quyết chí thề không dời. Cho nên bất luận là tổ long vẫn là thanh thiên câu quân, đều là nửa đời trước anh minh thần võ, tuổi già hoa mắt ù tai, tổ long có kẻ nịnh thần chi thần, lừa trên gạt dưới, đến mức chúng thần lại nổi lên, mà mù tịch không biết, thanh thiên câu quân có yêu phi loạn quốc, dẫn phát cự nhân chi loạn, đến mức yêu tộc hăng hái. Cả ngày tuyệt vọng, đầu thái sư tuổi trẻ khí thịnh, tâm trạng khi yêu, đây là chưa từng cảm nhận được. Lâu dài mệt mỏi dưới ánh trăng, trong tuyệt vọng, tất nhiên sẽ đọa lạc, có người truy cầu sắc đẹp, có người truy cầu quyền thế, bọn họ muốn mượn này bổ khuyết chính mình trống chỗ tâm linh, áp chế xuống thăng không thể thăng, tiếng không thể tiếng tuyệt vọng. Không có hy vọng niên đại, là như thế hắc ám tuyệt vọng, đến mức tạo thành không biết bao nhiêu hào kiệt, bởi vậy mất mạng, cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồ vì thiên hạ cười. Hoa hoàng danh tiếng chói lọi nhật nguyệt, vì thiên hạ tôn. Cho dù là đạo tổ, đã từng chín lần triều bái, vì thế từ bỏ nhất thống đại nghiệp, lưu yêu tộc một mạng. Nguyên do trong đó vì sao? Dòng đạo nhân tự hỏi tự trả lời nói, bởi vì có người tự cam đọa lạc, nhưng có người không cam lòng này, hoa hoàng quyết chí thề không dời, 10 vạn năm, trăm vạn năm như một ngày. Một ngày đánh vỡ công xiền, siêu thoát thế giới, giống như mênh mông trong đêm tối, đột nhiên dâng lên một ngọn đèn sáng. Vì thiên hạ mang tới ánh sáng, cũng vì chúng sinh mang đến hy vọng. Nguyên lai bất hủ kim tiên, căn bản không phải tu hành cực hạn, ở tại phía trên còn có thể siêu thoát. Kinh tam tai cửu nạn, trải qua nghịch phản sinh tử, quá khứ, hiện tại, tương lai thời gian duy nhất, siêu thoát tại lúc trên ánh sáng, tiếng có thể ngao du tại hỗn độn bên trong, lui có thể tiêu giao tự tại, vạn kiếp không thêm hắn thân. Trường sinh cửu thị, bất tử bất diệt, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Đây là đại la kim tiên. Lạc đề, nghiêm trọng lạc đề. Cái này bất quá thì chuyện một câu nói, lại là đưa tới vô số lời nói, lại còn ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại, xuất hiện không ít bí văn, nhất là cái này siêu thoát bí mật. Cái này dòng đạo nhân trong miệng thật đơn giản một câu, đặt ở viễn cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại, không biết muốn gây nên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Đối với một tôn bất hủ kim tiên mà nói, siêu thoát mới là bọn họ truy cầu, đây là con đường của bọn họ vì một lần phiến trảo tin tức bọn họ đều sẽ ra tay đánh nhau chứ đừng nói là cái này dông đạo nhân trong miệng đã nói ra từ mấu chốt kinh tam tai cửu nạn trải qua nghịch phản sinh tử quá khứ hiện tại tương lai duy nhất đây chính là đại la kim tiên cái này phương pháp tu hành đã nói rõ ràng tam tai cửu nạn khái niệm một mực tồn tại muốn không đến cuối cùng ngọn nguồn vậy mà đến từ này đậu trường sinh ngăn chặn lại muốn muốn tiếp tục suy nghĩ tư duy một trái tim bắt đầu kịch liệt giằng co vị này dông đạo nhân đang trì hoãn thời gian đối phương đối với cái này không che giấu chút nào sáng loáng nói cho ngươi ta chính là đang trì hoãn thời gian đây là một cái dương mưu cho dù là có thể nhìn ra được nhưng cũng bất hảo phá bởi vì vị này dông đạo nhân cho nhiều lắm cứ việc chưa từng tặng cho một vàng một bạc nhưng lại là thắng qua núi vàng núi bạc cũng thắng qua tặng cho thần binh dạng này dính đến đại la kim tiên bí ẩn chính là là bảo vật vô giá mặc dù không có cụ thể chi pháp có thể rải rác mấy lời cái này liền đã có thể cho một tôn bất hủ kim tiên chỉ rõ con đường phía trước. Dòng đạo nhân mỉm cười như cũ, giọng ôn hòa vang lên nữa, qua hoàng chứng đạo Đại La Kim Tiên, lưu lại một bộ Đại La Đạo Kinh, dù chưa từng trình bày bất luận cái gì kỹ càng phương pháp tu hành, nhưng lại là trình bày Đại La bí mật. Này, Đại La Đạo Kinh, khái quát thiên hạ cảnh giới tu hành, chính là thế gian đá quý. Yêu tộc vì thế ra tay đánh nhau, tranh cướp lẫn nhau, Đại La Đạo Kinh, đáng tiếc một bộ thiên hạ báo vật, bởi vì yêu tộc nội chiến, bị yêu tộc xé rách vỡ nát hóa thành vô số bản thiếu tản mắt khắp thiên hạ ở giữa yêu tộc bởi vậy xung đột tăng lên muốn thu thập đủ phần ở đại la đạo kinh lẫn nhau công phạt phía dưới sau cùng yêu tộc thịnh cực mà suy lúc này mới có đạo tổ cuộc khởi khai sáng thượng của tiên đạo tương truyền đạo tổ cuộc khởi bởi vì tổ long đánh vỡ huyết mạch trói buộc chúng sinh đều có thể hóa long thu được một đường sinh cơ lại một lần tình cờ thu được đại la đạo kinh bản thiếu lúc này mới đặt vững đạo tổ cuộc khởi chi cơ cho nên đạo tổ đánh tan yêu tộc đem bọn hắn đã tìm đến thập vạn đại sơn vẫn chưa ra tay vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mà chính là cảm kích qua hoàng khai đạo chi ân, vì chúng sinh mang đến hy vọng, có cảm giác qua hoàng công tích, cho nên tùy ý yêu tộc tự sanh tự diệt. Có qua hoàng để lại, yêu tộc trường thịnh bất suy, tuyệt đối không ngờ rằng, đến hôm nay qua hoàng vậy mà tự sáng tạo nhất tộc, chính là là nhân tộc thánh mẫu. Dòng đạo nhân rất là cảm khái, nhân tộc viễn cổ thời đại yếu đuối không chịu nổi, bất quá là vạn tộc đồ ăn mà thôi. Cho dù là lúc ấy nhân tộc sinh mà không yếu, có thể so hiện nay nhập phẩm võ giả, đỡ một ít cũng có bác phẩm, cửu phẩm thực lực võ giả, nhưng vạn tộc càng thêm cường đại, chân long sinh mà làm thần ma, đây chính là một tôn địa tiên. Trong đó trên lệch không thể đếm, giống như khác nhau một trời một vực. Thượng cổ năm đầu lúc, đạo tổ tuyên truyền giảng giải đại đạo, vạn tộc lắng nghe. Nhân tộc bất quá là góp đủ số, là bị chính mình chọc tới, dù sao nhân tộc cứ việc yếu đuối không chịu nổi, nhưng đến cùng là một cái tộc quần, sinh sôi năng lực không yếu, cho dù là nhiều lần tao ngộ kiếp nạn, trên dưới trăm năm thoáng qua một cái liền có thể khôi phục đến mức trở thành không ít vạn tộc nuôi nhốt đồ ăn, giống như rau hẹ đồng dạng, 80-100 năm đi cắt một gốc rạ. Cho nên bọn họ cũng chiếm cứ một cái danh ngạch, trở thành đạo tổ nói người được lợi. Dòng đạo nhân một đôi mắt, hiện ra nhớ lại chi sắc, còn nhớ đến lúc trước chính mình cao cư trên đó, cái kia mấy tên nhân tộc như là con kiến hôi, đánh một nhảy mũi, nhấc lên cùng phong, đều đủ để muốn tính mạng của bọn hắn. Cái được đạo tổ nói lúc, cái này nhân tộc mù tịch không biết, không biết làm sao tư thái, cao quý đạo pháp lại bị cái này một số ăn lông ở lỗ tạp chủng cho điếm ô. Đạo tổ nói, không biết ra bao nhiêu đại thần thông giả. Có thể nhân tộc nghe đạo, sau cùng miễn cưỡng thành tiên. Một tôn chỉ có cảnh giới, yếu đuối không chịu nổi chân tiên. Đây là đạo tổ giảng đạo, pháp tắc hiển hóa, đại đạo còn như thực chất, không phải vậy mặc kệ cả đời, cũng không có khả năng thành tiên. Lúc trước chính mình đem đối phương ném trở về nhân tộc lúc, cũng không có để ý, nhưng chính là lần này nói, nhân tộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhân tộc hiểu được tu hành, bách vạn chi chúng không tại yếu đuối bất lực. Linh nghe đạo tổ nói mấy người, cả đời dừng bước tại chân tiên, nhưng môn đồ của bọn hắn lại là thanh xuất vu lam mà thắng vu lam, nhiều đời xuống tới, đời thứ bảy ra một tôn địa tiên, thiên tiên, bất hủ kim tiên. Thượng cổ thời đại trung kỳ, nhân tộc đã xuất hiện bất hủ kim tiên. Bây giờ vậy mà nhảy lên một cái, trở thành thiên địa bá chủ, đem ngày xưa cao cao tại thượng đông đảo thần thánh, dẫm tại dưới lòng bàn chân. Trước kia không hiểu ý nghĩa, nhưng bây giờ dòng đạo nhân cho rằng rất bình thường. Bởi vì vì nhân tộc sinh mà bất phàm, chính là qua hoàng sáng tạo chủng tộc, bộ tộc này đã định trước cao quý. Làm viễn cổ thời đại người còn sống sót, huyết thống luận đã thâm nhập cốt tủy, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Cho dù là đạo tổ cuộc khởi, tu hành pháp đại hành kỳ đạo, không biết bao nhiêu người yếu quật khởi, nhảy lên thành vì thiên địa sủng nhi, nhưng huyết thống luận y nguyên thịnh hành, bởi vì xuất thân thấp hèn người, sau cùng thành tựu không cao, cho dù là không ngừng đánh vỡ cực hạn, có thể sau cùng cuối cùng có cực hạn, không cách nào tại huyết thống cao quý người đánh đồng cho dù là bọn họ mạnh hơn cũng không có ra một vị siêu thoát giả có thể oa hoàng siêu thoát rồi mà oa hoàng sinh mà tiên thiên là cao quý thần thánh huyết thống chính là tối đỉnh cấp nhân tộc nhiều lần sáng tạo kỳ tích hiện nay cũng bất quá là huyết thống cao quý nguyên bản là bọn họ người trong đồng đạo chỉ là nhất thời bị long đông mà thôi ngọc thạch dù là dính đầy bùn đất vẫn là ngọc thạch sớm muộn có một ngày tẩy đi hạt bụi ánh sáng thiên hạ thiên Dông cung một chỗ biển hoa bên cạnh. Dông đạo nhân ngồi trên mặt đất, trong tay hái một đóa hoa, kiều diễm ướt ác bông hoa, bị dông đạo nhân chậm rãi cắm vào trên sợi tóc, ngửi biển hoa hương thơm, dông đạo nhân chậm chậm mở miệng nói, ta vũ tộc đảng sinh tại Hồng Mông thời đại. Xưng bá tại Hồng Mông. Vũ nhân anh rất cung kính hỏi, còn xin tiền bối kỹ càng giảng giải đầu đuôi. Dông đạo nhân lười biến chuyển thân eo, sau đó hái phía dưới một đóa hoa, đem cánh hoa thả vào bên trong miệng, nhẹ nhàng nhai nát về sau, sau đó phun ra, biến thành vô tận màn nước phía trên hiện ra một đạo hình ảnh vô biên hỗn độn bắt đầu không ngừng lăn lộn đột nhiên một đạo quang mang hiện lên đó là chém phá hỗn độn quan mang lập tức quán xuyên hỗn độn hỗn độn chia làm trên dưới hai khối thanh khí tăng lên trọc khí hạ xuống dòng đạo nhân chậm chậm nói tự khai thiên tích địa về sau thanh khí tăng lên trọc khí hạ xuống thanh khí hóa thành bầu trời trọc khí hóa vì đại địa thứ một thời đại hồng mông bắt đầu giờ phút này thiên địa sơ khai cho dù là tiên thiên thần thánh cũng tại thai ngén bên trong hậu thế nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ cũng không từng xuất thế. Mà giờ khắc này chúng ta xuất hiện. Trong tấm hình có thể rõ ràng trông thấy, sau lưng mọc lên hai cánh, trắng loãng như tuyết vũ tộc, bắt đầu ở trong thiên địa phát triển. Vũ nhân anh bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay chỉ hướng hình ảnh, không dám tin nói, cái này, cái này, cái này. Vũ dực làm sao nhiều như vậy? Dòng đạo nhân miễn cười nói, không tệ. Ta vũ tộc vì thiên địa ở giữa đệ nhất bá chủ, sau lưng mọc lên sáu cánh. Bây giờ bần đạo xem ngươi, đường đường thiên tiên chi tôn vậy mà mới có hai cánh lấy thực lực ngươi cho dù là huyết mạch bất thuần đến cái này một cảnh giới cũng cần phải có bốn cánh thiếu đi hai cánh không chỉ là bề ngoài nhìn qua đơn bạc mà chính là thiếu đi tộc ta sinh ra hỗn độn thiên phú ta vũ tộc vì thiên địa ở giữa lúc đầu sinh linh tất cả thiên địa là tộc ta chi vật trời sinh thân cận hỗn độn thiên địa sơ khai lúc thiên địa còn sót lại hỗn độn chi khí đây đối với bất luận chủng tộc nào đều là kịch độc đối với ta vũ tộc chính là đại bổ chi vật ta vũ tộc có ngao du hỗn độn chi năng, đây chính là đại la quyền hành. Vũ nhân anh trịnh trọng hạ bái nói, còn xin tiền bối ban cho pháp. Dòng đạo nhân chậm chậm nói, việc này đơn giản, hỗn độn chi khí giữa thiên địa thiếu, có thể thế giới bên ngoài vô cùng vô tận, tộc ta vì hỗn độn sủng nhi, khôi phục hồng mông rầm rộ ở trong tầm tay. Làm sáu cánh vũ tộc lại hiện ra trong nhân thế, vô địch vũ tộc cuối cùng rồi sẽ là vua. Trường sinh thiên. Ngươi muốn hỏi những người khác, đều kiến thức nửa vời, có thể hỏi ta chính hỏi đúng người. Dòng đạo nhân gặm trái cây chậm chậm bắt đầu vì gia luật hồ từ giảng giải thượng cổ thời đại trường sinh thiên bất quá là hào nhoáng bên ngoài cứ việc cường đại có thể chỉ là hậu thiên cho rằng đắp nặng thuộc về thần nhân tạo chỉ nhưng thượng cổ sụp đổ thiên địa tàn phá có một đoạn trời rơi xuống phàm trần lại là tu hú chiếm tổ chim khách bây giờ trường sinh thiên hoàn toàn xứng đáng hắn cũng là thiên ý chí của nó cũng là thiên chi ý chí võ đạo cũng tốt tiên đạo cũng được hắn là thiên thiên hạ vô địch Chương 843, tu tiên không phải chém chém giết giết, là nhân tình thế thái. Thiên Dông Cung Từng vị đạo nhân, tư thái không đồng nhất, trình bày thiên địa chí lý. Từng tôn sông vào Thiên Dông Cung, ngăn cản bất hủ thời đại mở ra người, bây giờ toàn bộ đều đã hãm sâu trong đó. Muốn là một đám người tụ tập cùng một chỗ, còn có thể bởi vì kiên kỵ duyên cớ, nguyên một đám giả bộ, nhưng khi bọn hắn bị chia cắt ra đến về sau, nguyên một đám ở vào địa phương khác nhau, không có cố kỵ nào nữa, bắt đầu mượn cơ hội này, đi nắm giữ thượng cổ bí ẩn thiên đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào thân mang tẩy tới trắng bệt đạo bào trên chân một đôi giày cỏ đang đứng tại một chỗ rộng lớn trong quảng trường quảng trường bạch ngọc lát tứ phương mỗi người đứng thẳng một tôn thanh đồng đại đỉnh phía trên cắm ngang đèn hơi khói lượng lờ tăng lên khói mù lượng lờ bên trong hóa thành một vài bức hình ảnh đem thiên dông cung các cái khu vực hiện ra trên đó thiên đạo nhân một đôi mắt tràn ngập lạnh lùng lạnh nhạt mở miệng nói liên quân tuy nhiều có thể đều mang tâm tư lấy lợi dụ chi tùy tiện có thể phá một đôi mắt không ngừng di động, sau cùng nhìn chầm chầm trong đó một hình ảnh, cười lạnh nói, dù là có một hai tâm trí kiên định người, nhưng cũng là không có thành tựu. Nửa ngày khôi phục thương thế, lại có nửa ngày chuẩn bị, một ngày một đêm liền có thể trùng kích bất hủ. Thương Nguyên Đồng trầm giọng nói, tiền bối không muốn phớt lờ, lúc này mới chỉ là đợt thứ nhất địch nhân mà thôi, còn có đợt thứ hai địch nhân. Lần tiếp theo các tộc tề tụ, không thấp hơn năm kiện bất hủ thần binh, mười mấy tôn tiên thiên thần ma, trên trăm tôn thần ma, tiền bối làm sao ngăn cản thiên đạo nhân mỉm cười như cũ cười nhẹ nói cho nên trùng kích bất hủ một chuyện không cần một ngày đêm chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu thương nguyên đồng phản bác nói hiện đang trùng kích bất hủ như vậy tất nhiên thất bại ta cần khôi phục thương thế đợi đến sau khi khỏi hẳn mới có thể trùng kích bất hủ thương nguyên đồng một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên thiên đạo nhân người đã bắt đầu đề phòng trên cổ tay màu tím sậm vòng tay một vệt ánh sáng rạch không ngừng lưu chuyển giống như một đầu màu tím chân long bắt đầu còn quấn thương nguyên đồng du tẩu càng không trạc đây là một kiện tiên thiên thần binh chính là thương nguyên đồng chấp chưởng bàn đào viên về sau bắt đầu chế tạo một kiện tiên thiên thần binh thương tộc phú quý không kiếm khuyết thần binh vạn bảo các bảy đại đông gia đều có chế tạo tiên thiên thần binh trong đó kinh doanh xuất sắc người không phải dừng một kiện tiên thiên thần binh thương nguyên đồng trên cổ tay tả hữu mỗi người đeo một kiện càng không trạc màu tím cùng màu xanh màu sắc khác biệt càng không trạc bất luận một cái nào đều là tiên thiên thần binh hai người hiệu quả khác biệt nhưng lớn nhất hiệu quả lại là phụ trợ trưởng khống bất hủ thần binh càng không xích. Làm nhất tộc chi chủ, hắn là thương tộc chiến lực mạnh nhất, căn bản không cần tiên thiên thần binh mạnh bao nhiêu, bởi vì trong tay có bất hủ thần binh, cho nên tiên thiên thần binh hoàn toàn là vì bất hủ thần binh càng không xích phụ trợ. Bây giờ bất hủ thần binh càng không xích không tại, có thể hai kiện càng không trạc đến cùng là hai kiện tiên thiên thần binh, này lại trên diện rộng tăng trưởng thương nguyên đồng chiến lực. Thiên đạo nhân cười nhìn về phía thương nguyên đồng trắng nõn cổ tay, nhìn lấy màu tím càng không trạc hiển lộ, miễn cười nói càng không trạc chú tạo thế nhân đều biết chỉ có một kiện nhưng bần đạo hiểu được cái này một cặp đạo hữu còn có một cái màu xanh càng không trạc hai người hợp lực về sau bất hủ thần binh càng không xích nắm giữ độ khó khăn chật hạ xuống bằng này hai kiện tiên thiên thần binh tương trợ càng không xích tại đạo hữu trong tay quy lực đuổi sát để nhất chú tạo người cho nên đạo hữu cùng thương nguyên ly nhất chiến chiến thắng hẳn là đạo hữu không biết bần đạo nói có lỗi sao thương nguyên đồng thần sắc biến đổi sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên đã lộ ra mặt khác một gãy cánh tay có thể rõ ràng trông thấy trên cổ tay cũng có được một kiện màu xanh càng không trạc thương nguyên đồng âm trầm nói tự chú tạo càng không trạc lúc đây chính là thương tộc bí mật qua nhiều năm như vậy ta cũng chỉ là bại lộ qua một kiện càng không trạc theo đạo lý trong thiên hạ không người có thể hiểu được thật như là ta điều tra một dạng ngươi cũng sớm đã ẩn nút tại thương tộc đáng hận cho đến ngày nay ta mới phát hiện ngươi cái này sâu mọt thiên đạo nhân thở dài nói đạo hữu đến đây về sau làm gì lại mượn cơ hội thăm dò. Nói đến đạo hữu cũng là một đời nhân kiệt. Chắc hẳn đã sớm đã nhận ra manh mối, lớn nhất gần một chút năm qua, tuần tự Tử vong Thương Nguyên Hổ, toàn bộ đều là đạo hữu hoài nghi mục tiêu. Nói đến phương diện này đạo hữu cũng đáng được tán thưởng, tại phát hiện vạn tộc phạt thương không thể ngăn cản về sau, trực tiếp mượn lực đã lực. Lấy Thương Nguyên Hổ bọn họ tại các tộc gây sóng gió, muốn châm ngòi các tộc quan hệ, muốn là thành công hấp dẫn vạn tộc chú ý lực, vạn tộc phạt thương một chuyện thì không bệnh mà chết muốn là thất bại cũng thuận thế quét sạch đối tượng hiềm nghi. Tuy nhiên lãnh khốc một chút, khả năng quan uổng người tốt, nhưng bọn hắn đến cùng vì thương tộc mà chết, cũng coi là chết có ý nghĩa. Trung quy là muốn sao bởi vì hiềm nghi, bị tộc nhân tự mình thanh tẩy tới tốt lắm phía trên gấp 10 lần. Nói đến đạo hữu mấy lần hành động, kém một chút liền thành công, chỉ là thời vận không đủ mà thôi, mỗi một lần đều bởi vì tao ngộ nhân tộc sau sắc thành lại bại. Tuy nhiên thất bại, có thể cũng không có đào thoát đạo hữu tính kế, vạn tộc huyên náo, liên quân tổ kiến, đạo hữu là cố ý tê liệt bần đạo. Bây giờ càng là không tiếc bản thân nói xấu bần đạo, đem hết thảy chịu tội đều giao cho bần đạo. Hiện nay bần đạo là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, hết thảy đều là bần đạo làm. Thương Nguyên đồng một đôi mắt, lộ ra hàng quang, sắc bén như đao, nhìn chầm chầm thiên đạo nhân nói, ngươi biết rất rõ ràng đây hết thảy, lại còn dám chủ động bại lộ cứu ta. Thiên đạo nhân chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, trắng như tuyết sợi tóc ngênh phong tung bay bay, miễn cười nói, đạo hữu biết bần đạo bố cục nhiều năm, mới có hôm nay kết quả thương tộc đối mặt vạn tộc áp bách, không thể không trùng kích bất hủ, sau đó mới có thể thu hoạch được sức đánh một trận. Thành công mở ra bất hủ thời đại, thất bại giảm bớt bất hủ thời đại mở ra thời gian. Ngươi chính là bởi vì biết, cho nên mới lựa chọn thuận thế mà làm, tạo nên chính mình cùng bần đạo cấu kết, hết thảy đều là bần đạo hữu hóa ngươi giả tượng. Đương nhiên bần đạo muốn là sau cùng không xuất thủ cứu ngươi, ngươi hết thảy tính kế đều sẽ thất bại. Chỉ có bần đạo xuất thủ, mới có thể đem cái này làm thành bằng chứng. Ngươi lấy trên trăm phần đạo nguyên làm mồi nhử, đến đánh cực hết thảy. Thế nhân đều nói đậu trường sinh đổ tính chất cực lớn, ngươi làm sao không là như thế, chỉ cần thương nguyên ly lại chém giết bần đạo, ngươi lấy một chết tẩy đi thương tộc ô danh, lại diệt trừ trong tộc một mầm họa lớn. Tương lai thương tộc chỉ tổn thất một tôn chí cường giả, thì tránh khỏi vạn tộc thảo phạt, cho dù là bất hủ thời đại mở ra, cũng bởi vì nội bộ bình ổn, xem chừng còn lại các tộc nội loạn, thông dong nhờ vào đó đạt được lợi ích, đền bù giờ phút này tổn thất. Nếu bàn về đảm đương thủ lĩnh, ngươi là hợp cách vạn tộc đối ngươi đánh giá không cao đó là bọn họ một lá che mục đích không biết thật anh hùng muốn không phải ngươi ở ngoài sáng bần đạo từ một nơi bí mật gần đó ngươi không biết bần đạo lại thêm bần đạo mấy vạn năm tới kinh doanh chỉ là bần đạo không phải đối thủ của ngươi chỉ có chân thân khôi phục toàn bộ miên linh tề tụ thiên dông đạo nhân mới có thể cùng ngươi một đấu nói đến cái này đệ nhất thật sự là đại kiếp sắc nổi thập đại chủng tộc anh hùng xuất hiện lớp lớp ngươi bản sự không thấp nhưng ở vạn tộc đánh giá không cao Tuy nhiên có bọn họ một lá che mục đích, nhưng cũng là những người khác quá mức sáng chói. Nhân tộc tiên tề giống như một vòng mặt trời, ánh sáng thế gian. Đan phượng cứ việc hơi có vẻ không đủ, nhưng cũng là như một phần trăng sáng, trăng sáng chi sáng chói, thống trị ban đêm. Thương Nguyên Đồng hối hận nói, làm gì nâng cao tại ta. Bây giờ ta bị ngươi trêu đùa, hết thảy đều tại ngươi trong khống chế. Đại kế không thành, không chỉ là ta thịt nát xương tan, thương tộc cũng có lật úp tai họa. Ta đã là thương tộc tội nhân thiên đạo nhân cười lạnh nói đạo hữu bản sự cao minh làm gì đè thấp làm tiểu trăm phần đạo nguyên một chuyện từ đầu đến cuối đều là âm mưu bần đạo căn bản không cho rằng là thật nhưng ngươi cầm này làm làm mồi dụ trăm phần đạo nguyên không có nhưng mười phần tám phần đạo nguyên là có ngươi sẽ nhờ vào đó lấy giả làm thật thành công lừa gạt bần đạo có một chuyện các ngươi sai bất hủ thời đại mở ra cần gì phải trăm phần đạo nguyên nhiều như vậy đó là các ngươi đi trùng kích bất hủ thời đại mới có thể đảng sinh ra bất hủ chi khí mà bần đạo chỉ cần khôi phục tới trình độ nhất định, đi đền bù chân thân thâm hụt, nhờ vào đó tràn ngập ra một đạo bất hủ chi khí. Cái này cũng đủ để gây nên thiên địa chấn động, cứ việc cái này không bằng một vị trùng kích bất hủ mang tới ảnh hưởng lớn. Có thể bần đạo cũng không phải lẻ loi một mình, thượng cổ thiên đình 36 ngày tôn, địa phủ 28 minh tôn, còn lại nhất tông chi chủ, tán tu tôn giả chờ một chút, bất hủ kim tiên cứ việc chết một bộ phận, có thể còn sống sót số lượng cũng không ít. Bần đạo không có khả năng bằng vào sức một mình, thành công kéo ra bất hủ thời đại, nhưng chỉ cần ta làm một số, còn lại bất hủ kim tiên làm một số, chúng ta chung vào một chỗ, đem về vượt qua một người trùng kích bất hủ. Thiên đạo nhân rộng rãi đạo bào phần Phật trung trung, ánh mắt ôn hòa nhìn lấy thương nguyên đồng, ôn nhu nói, cho nên ngươi cái này 10 phần 8 phần đạo nguyên, đối bần đạo mà nói đã là tạo hóa. Chỉ cần bần đạo nhờ vào đó mở ra bất hủ thời đại mở ra tiếng chuông, còn lại đông đảo đạo hữu, sẽ một vừa ra tay. Thương nguyên đồng ánh mắt nhìn về phía phía trên một vài bức hình ảnh, đưa tay một chỉ nói, vậy ngươi làm gì cùng bọn hắn ở chỗ này diễn xuất cùng bọn họ chơi đùa thiên đạo nhân thận trọng nói đạo hữu sai cái này cũng không phải cái gì chơi đùa nhân tộc có một câu nói rất hay của đi thay người bần đạo cứ việc phần thắng nắm chắc có thể nhiều một sự không bằng ít một chuyện cái này một số cứ việc đều là bí mật nhưng đối với bần đạo mà nói bất quá là một số thượng cổ chuyện cũ mà thôi cầm này không có ý nghĩa một bộ phận đổi lấy bọn họ dừng lại tại chỗ cái này tại bần đạo xem ra là kiếm lời lớn sự tình nói đến có thể ở đây thiên địa có thiếu hoàn cảnh dưới có thể tu thành tiên thiên thần ma người cái này bất luận một vị nào đều có thiên tư trắc tuyệt muốn là đổi thành thượng của tiên đạo thời kỳ đều có trùng kích bất hủ tiềm lực cứ việc không phải người nào có thế thành có thể chỉ cần bọn họ có cái này một cái tiềm lực bần đạo thì sẽ không coi thường bần đạo sẽ không coi thường võ đạo cho rằng võ đạo không bằng tiên đạo hưng thịnh thì có can đảm một người độc chiến thiên hạ có này cùng vọng ý nghĩ người tất nhiên muốn bại vong thương nguyên đồng lại thở dài nói ngươi chỉ là thiên dông đạo nhân một bộ phận nguyên linh, còn không phải hắn chân thân, liền đã như thế cao minh, thật không dám tưởng tượng các ngươi cái này một số thượng cổ thiên tôn, đến cùng lợi hại đến trình độ nào. Hạo kiếp, lần này thật là chúng ta võ đạo hạo kiếp. Thiên đạo nhân lắc đầu phủ quyết nói, đạo hữu không cần xem trọng thượng cổ thiên tôn, thượng cổ thời kỳ thiên địa rộng lớn vô biên, viễn siêu thời thế hiện nay. Thiên địa nhân tam giới thế chân vạc, có thể tu thành bất hữu người, không phải bất luận kẻ nào đều là tâm trí rắc tuyệt, trí tuệ như hải. Trong đó thiên phú xuất chúng mãn phu, cũng là có khối người. Tại bần đạo xem ra, bàn về tâm trí cùng thiên phú, bọn họ còn không bằng thời thế hiện nay. Thượng cổ thời đại tông môn tranh đấu, quá mức không phóng khoáng, liên quan đến bất quá là mấy cái tôn bất hủ mà thôi. Bây giờ chủng tộc tranh bá, động thi nhất tộc, tiên thiên thần ma mấy chục, thần ma mấy trăm. Bàn về đến tranh đấu, bây giờ viễn siêu thượng cổ. Đối với tâm trí lịch luyện, cũng là siêu việt thượng cổ. Lại thêm số tuổi thọ không đủ, không đủ mạnh đã sớm chết cái kia một số càng già càng ăn ngon, đã sớm tại sơ kỳ liền chết. Cho nên như bồng lai thiên tôn, tiền kỳ hỗn hỗn độn độn, một cái thiên tiên tu bảy vạn năm, căn bản không có chuyện này. Cạnh tranh quá mức tàn khốc, có thể trổ hết tài năng người, nhất định là đệ nhất tuấn kiệt. Cho nên không muốn xem trọng thượng của thiên tôn, nhưng cũng không thể xem thường, trong đó mãn phu, cứ việc trí tuệ hơi thấp, nhưng có thể đánh A. À. Trong đó điển hình cũng là xuất thân thần tộc cái kia thần tôn, người này não tử không tốt lắm, luôn luôn suy nghĩ nhiều cái này làm cho đối phương nhìn qua sợ đầu sợ đuôi, nhưng có lúc, ngươi nhiều nhìn hắn một cái, hắn cho rằng ngươi ánh mắt có sát ý, lại cho rằng ngươi muốn giết hắn, còn muốn đem hắn thịt nát xương tan, hắn liền sẽ tiên hạ thủ vi cường. Cái này thần tôn, bây giờ tính danh đều đã bị hắn dùng đại thần thông ẩn nặc, thì đã từng não bổ có người sẽ dùng hắn tính danh bi nguyền rủa hắn, cho nên lo lắng hải hùng, ngày ngày ngủ không ngon, cũng ăn không ngon, cả ngày trên nhảy dưới tránh, không ngừng tìm người cầu giải dự phòng chi pháp. Sau cùng không biết làm sao làm, cho dù là bất hủ kim tiên, đều đã không cách nào nhớ lại tên của hắn thì bởi vì chính mình một cái ý nghĩ xin xin đem tên của mình xóa đi thương nguyên đồng lại thở dài nói tiền bối thật dễ nói chuyện đến bây giờ còn chưa động thủ thiên đạo nhân cười càng thêm rực rỡ chẳng những không có tiếp cận thương nguyên đồng ngược lại kéo ra ba thước khoảng cách nói đạo hữu là cao quý nhất tộc chi chủ nhất định có ác chủ bài bây giờ đánh cược hết thảy làm sao đem hy vọng ký thác tại bần đạo thiếu trí bần đạo nói đây hết thảy cũng là vì thủ tính đạo hữu đạo hữu mục đích cùng bần đạo căn bản không xung đột đạo hữu hy vọng bần đạo gánh vác hết thảy như vậy bần đạo thì gánh vác hết thảy hại nhân tộc giành phượng hoàng tộc cái này hết thảy đều có thể là bần đạo làm không chỉ là bần đạo hữu hóa đạo hữu còn có thể là bần đạo biến thành đạo hữu mà đạo hữu thời gian trước bị bần đạo cầm tù đối với đây hết thảy đều là là không rõ tình hình hoàn toàn có thể lại thêm một cảnh phim đem đạo hữu tẩy trắng đạo hữu khẳng khái chịu chết chính là thật anh hùng có thể có thể sống vì sao muốn chết không thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Trong thiên hạ không phải chém chém giết giết, là nhân tình thế thái. Bần đạo lấy đạo nguyên, đạo hữu tẩy trắng, tránh cho vạn tộc phạt thương. Há không mỹ quá thay. Thương nguyên đồng lại thở dài nói, tiền bối thật sự là giỏi tài ăn nói, ta động lòng. Chỉ là không biết tiền bối làm thế nào. Chương 844, Đạo Tổ, Thiên Đế. Thiên Dông Cung, Cửa Chính. Đậu Trường Sinh cẩn thận lắng nghe thiên địa bí văn, Trước kia vạn kim khó cầu chi vật, bây giờ dễ như trở bàn tay. Cái này một loại dương mưu, ngươi rõ ràng hiểu được, nhưng lại là không thể không tuân theo. Không người có thể từ bỏ dễ như trở bàn tay chỗ tốt, cho dù là có người có thể kháng trụ dụ hoặc, nhưng cái này một số người nhất định là bởi vì lợi ích khác biệt. Thập đại chủng tộc cầm đầu, liên hợp vạn tộc tạo dựng lên thảo phạt thượng cổ thiên tôn liên quân. Thương tộc chắc chắn sẽ không trầm mê trong đó, nhưng còn lại các tộc liền không nói được rồi, bởi vì bọn hắn đối với bất hủ thời đại mở ra trong lòng vẫn chưa có quá lớn mâu thuẫn, tuy nhiên đều hô hào ngăn cản bất hủ thời đại mở ra khẩu hiệu, nhưng trong nội tâm đến cùng nghĩ như thế nào, đây chỉ có bọn họ mình biết rồi. Đậu Trường Sinh một trái tim bắt đầu giằng co, tuy nhiên cá có thể tay gấu đều muốn đều chiếm được, nhưng cái này một loại tình huống nhất định là nằm mơ, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, chậm rãi bắt đầu đứng dậy. Bây giờ thượng cổ thiên tôn sống sót đông đảo, hôm nay không có vị này dông đạo nhân, còn có Trần Thiên Tôn, vẫn chưa là không xuất bản nửa tin tức vẫn là có đường dây khác có thể lấy được, có thể bất hủ thời đại mở ra, đối với nhân tộc chỗ xấu quá lớn. Trì hoãn thời gian đối với Đậu Trường Sinh là chuyện tốt, bởi vì tự vô mệnh là đại ca của mình. Chỉ có bất hủ thời đại trì hoãn mở ra, tự vô mệnh đột phá tới chí cường giả về sau, mới có thể có năng lực lấy được được nhân tộc đạo nguyên chống đỡ, đi nếm thử đột phá trở thành bất hủ thần ma. Hiện tại muốn là bất hủ thời đại mở ra, chính mình đại ca liền bị từ bỏ, tới tay trên trăm phần đạo nguyên, liền sẽ triệt để bay. Mặc dù nói đều là nhân tộc nhưng cũng có lấy một cái thân sơ vì nhân tộc cũng vì chính mình đậu trường sinh trong lòng hạ quyết tâm ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên dông đạo nhân thở dài một tiếng vang lên dung đạo nhân thần sắc tịch mịch nói lần này sự tình đều là thương tộc tự tìm thái sư quý vì nhân tộc làm gì nhúng tay lần này tranh chấp chỉ cần thái sư mở một mắt nhắm một mắt như vậy bần đạo tự có đại lễ đưa lên nói thí dụ như thái sư không muốn biết khai mở phúc địa cùng động thiên chi pháp không muốn biết thượng cổ mạc niên đến cùng đã xảy ra chuyện gì đến mức thiên địa tàn phá, thượng cổ tiên đạo thịnh cực hủy diệt. Còn có đạo tổ kim hà tại. Năm đó thượng cổ thời kỳ cuối, long trời lỡ đất, đến cùng có bao nhiêu bất hủ kim tiên tử vong. Nhân tộc phải chăng có bất hủ kim tiên còn sống sót. Võ đạo cùng tiên đạo phải chăng có xung đột. Có thể hay không cùng tồn tại xuống tới. Thượng cổ bất hủ kim tiên theo hầu, bọn họ kỹ càng nội tình. Dòng đạo nhân miệng lưỡi lưu loát, từng câu lời nói, giống như một thanh đao, trực tiếp chọc vào đầu trường sinh trên trái tim, để đậu trường sinh tim đập nhanh hơn, tim đập thình thịch. Còn lại tạm dừng không nói, chỉ là thượng cổ Mạc niên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đây chính là thiên hạ hôm nay chuyện muốn biết nhất. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đến mức để tiên đạo sụp đổ, từ đó giữa thiên địa lâm vào hỗn loạn, sau cùng thiên địa chán ghét tiên đạo, tiên pháp vi lực chợt hạ xuống, sau cùng dẫn đến võ đạo đại hưng. Như tam nhãn tộc chờ một chút tiên đạo chủng tộc, đều là bởi vì võ đạo hưng khởi xuống dốc. Thượng cổ Mạc niên chi mê, cái này quá hấp dẫn người đậu trường sinh sâu hít vào một hơi thật sâu những thụ lấy hấp dẫn cực lớn sau cùng nương tựa theo kiên quyết lắc đầu nói không cần dòng đạo nhân đáng tiếc nói thái sư dự định xuất thủ như vậy bần đạo muốn cảnh cáo một hai cái này một tòa thiên dông cung chính là thiên dông đạo nhân đạo trường khởi công xây dựng tại viễn cổ những năm cuối nơi này không thể không nói một chút thiên dông đạo nhân lai lịch dòng đạo nhân lời nói đến tận đây đột nhiên ngừng dừng một chút sau đó lộ ra không có ý tứ nói bần đạo lại muốn thao thao bất tuyệt này lại một chút trì hoãn một hồi thái sư thời gian thái sư sẽ không để tâm chứ dông đạo nhân sau khi nói xong một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy đậu trường sinh không là trơ mắt nhìn đậu trường sinh trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ dường như thật thật xin lỗi đậu trường sinh tràng diện lập tức yên lặng lại đậu trường sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên dông đạo nhân biết dông đạo nhân muốn mượn này trì hoãn thời gian thật sự là tận dụng mọi thứ có thể trì hoãn một lát thì trì hoãn một lát một giây đều không chê ít tuần tự mấy câu nói chậm rãi. Cái này trầm mặt một hồi, cũng là hơn 10 cái hô hấp đi qua. Biết rõ dòng đạo nhân dụng tâm không tốt, nhưng đậu trường sinh còn dính chiêu này, bởi vì đây là liên quan tới thiên dông cung, liên quan tới thiên dông đạo nhân, là địch nhân tin tức. Dòng đạo nhân ném ra cái này một cái mồi, không biết bôi lên bao nhiêu tầng mật đường, dụ hoặc thật sự là quá lớn. Nhất là trộn lẫn độc tố không nhiều, mặc dù là đang trì hoãn thời gian, nhưng so sánh với cái này trì hoãn thời gian, dòng đạo nhân bại lộ thiên dông đạo nhân tin tức, mang tới chỗ xấu lớn hơn đậu trường sinh trong lòng hồ nghi, điểm này mình có thể nhìn ra, có can đảm chủ động mở miệng dòng đạo nhân, cái này tất nhiên cũng là biết đến. Tự bạo kỳ đoạn, bộc lộ ra tình báo của mình cho địch nhân, đây là phi thường ngu xuẩn cách làm, cái này trước mắt dòng đạo nhân, bất luận là làm sao nhìn cũng đều không phải là một cái kẻ ngu. Sự tình có khác thường, tất nhiên có nguyên nhân. Bất luận kẻ nào đều là trục lợi, bọn họ hành động, tất nhiên là có thể mang cho mình chỗ tốt. Dòng đạo nhân làm như thế, chỉ có thể nói rõ đem tình báo để lộ cho mình, so sánh với chỗ xấu, lấy được chỗ tốt sẽ lớn hơn. Đậu trường sinh không mở miệng, dòng đạo nhân thì không lên tiếng. Ước chừng đi qua hơn trăm cái hô hấp về sau, đậu trường sinh chủ động hỏi, còn xin tiền bối giải hoặc. Dòng đạo nhân lộ ra nhớ lại chi sắc, tại tổ chức lấy ngôn ngữ, bắt đầu chậm rãi nói, thiên dòng đạo nhân lai lịch không nhỏ, người này sinh tại viễn cổ thời đại những năm cuối. Khi đó vẫn là yêu tộc xưng bá thiên địa niên đại, vạn yêu xung đột tranh cướp lẫn nhau đại la đạo kinh vì thế liên tục huyết đấu thiên hạ một mảnh hỗn loạn yêu tộc huyết tinh chém dết thiên hạ vạn tộc cũng không có đào thoát yêu tộc là bá chủ vạn tộc mỗi người phụ thuộc khác biệt yêu tộc thế lực lần lượt nội đấu chém dết cũng là vạn tộc công phạt thời điểm thiên hạ náo động khắp nơi đều là chiến tranh đậu trường sinh không khỏi nhắc nhở nói tiền bối có một ít lạc đề cứ việc cái này một số thượng cổ bí ẩn ta cũng thích vô cùng nghe nhưng hôm nay trường hợp không thích hợp có thể chờ đợi tương lai lại xin tiền bối giải hoặc. Dòng đạo nhân sững sờ, sau đó nhận lỗi nói, bần đạo đại đa số thời điểm, đều ở vào ngủ say, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, hỗn loạn, cho nên có một ít bừa bãi. Còn mời thái sư thứ lỗi. Dòng đạo nhân nhận lỗi về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, thiên dòng đạo nhân thời niên thiếu, vạn tộc hỗn loạn, chính là đang chém giết lẫn nhau bên trong trưởng thành. Chính trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, viễn cổ thời đại huyết mạch là vua, Thiên dông đạo nhân xuất thân vũ tộc, cứ việc huyết mạch cao quý, có thể thiên dông đạo nhân không vì vương tộc, cả một đời thành tựu có hạn, nhiều nhất cũng là một tôn địa tiên. Địa tiên đối với người bình thường, đã là trần nhà, không biết bao nhiêu chủng tộc, cuối cùng cả đời, đều không đạt được địa tiên. Có thể vũ tộc thực lực cường đại, trong tộc cũng là có bất hủ kim tiên, đối với kết quả như vậy, thiên dông đạo nhân tự nhiên không cam tâm. Nhưng sợ là thiên dông đạo nhân không cam tâm nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì rất nhiều thứ, sinh ra không có thì sẽ không còn có trừ phi là mượn nhờ long tộc chí bảo long môn dòng đạo nhân mở miệng giải thích nói này long môn không phải thái sư trong tay long môn là tổ long chú tạo chí bảo long tộc đại hưng xưng bá thiên địa cũng là bởi vì tổ long lập long môn vạn tộc đều có thể hóa long phá vỡ huyết mạch hạn chế cho thiên hạ chúng sinh một đầu tăng lên con đường cho nên tổ long hội tụ thiên hạ anh tài long tộc mới đánh tan đông đảo sinh mà sinh linh mạnh mẽ nhưng long tộc thống trị những năm cuối kẻ nịnh thần chi thần che đậy tổ long lại có quần long đọa lạc, bọn họ tổn hại công mập tư, cầm giữ long môn, có thể thu hoạch được sử dụng long môn người, đều là là mình họ hàng thân thuộc hoặc là môn đồ, bọn họ cùng một dục, đến mức long tộc bầu không khí phá hỏng. Vạn tộc đánh mất tăng lên con đường, mà trong thiên hạ lại ra một vị thanh thiên câu quân, người này liên lạc đông đảo bị đánh tan sống sót tiên thiên sinh linh. Dòng đạo nhân thao thao bất tuyệt, đột nhiên im bặt mà dừng, cũng chú ý tới đậu trường sinh không vui thần sắc, trong nháy mắt chém đứt đại lượng nội dung, đi thẳng vào vấn đề nói, thanh thiên câu quân đại biểu cho huyết mạch vì vương lão thế lực cũ, bọn họ mới là trong thiên hạ mạnh nhất thế lực, lúc trước bị long tộc đánh tan, cũng là bọn hắn năm bè bảy mảng, từng người tự chiến kết quả. Khi bọn hắn liên hợp lại, một lần hành động đẩy ngã long tộc thống trị, thanh thiên câu quân mở ra chúng thần thời đại. Mà long môn tại sao cùng quyết chiến về sau, liền đã biến mất không còn tâm tích, tâm tích của hắn mỗi người nói một kiểu, có nói bị thanh thiên câu quân tức giữ, cũng có nói là bị long tộc bí mật bảo tồn lại. Nhưng bất luận là một loại kết quả nào, đối với thiên dông đạo nhân đều là cực kỳ xa xôi sự tình, là không thể nào thu hoạch được sử dụng tư cách. Vốn là thiên dông đạo nhân sau cùng đã hướng hiện thực thỏa hiệp, có thể giữa thiên địa lại là cuộc khởi một tôn đại nhân vật. Đối phương hữu giáo vô loại, thu môn đồ khắp nơi, giáo sư phương pháp tu hành. Có thể không thuần hóa huyết mạch chi lực, liền có thể thu hoạch được siêu phàm chi lực, bất luận là bực nào xuất thân, đều có thể tu hành. Thiên dông đạo nhân không phải đạo tổ sớm nhất một nhóm đệ tử, lại là đạo tổ tiền kỳ đệ tử. Chính là nghiêng nghe đạo tổ nói, đi theo tại đạo tổ bên cạnh, ngày ngày lắng nghe đại đạo, thiên dông đạo nhân mới có thể đánh vỡ cực hạn, đột phá tới thiên tiên. Đi theo đạo tổ cùng một chỗ chung kết yêu tộc bá quyền, đại hưng tiên đạo. Thượng cổ thời kỳ cuối, thiên dông đạo nhân không phải kinh điển nhất người, nhưng thành công bắt lấy cơ hội, dùng hiện ở đây ngữ mà nói, cũng là ăn vào tiên đạo đại hưng tiền lãi. Tiên đạo hưng khởi lúc, thiên dông đạo nhân cũng là đế thiên dưới trướng đại tướng, lộng quyền tổ ẩn lui về sau, tiên đạo hỗn loạn, quần hùng nổi lên bốn phía, thiên dông đạo nhân đi theo đế thiên, Trước bình thiên giới, đè thêm địa giới, nhất thống tam giới. Chiến công hiển hắc, thành vị thiên đình 36 ngày tôn chi một. Dù là biết giờ phút này mở miệng không đúng, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn là không khỏi nhiều hỏi một câu, đế thiên bây giờ như thế nào? Vị này nghe xong, liền biết là thượng cổ thiên đình chi chủ. Đây chính là thiên đế. Tại thượng cổ tiên đạo bên trong, bàn về đến tầm quan trọng gần với đạo tổ. Đối với đạo tổ như thế nào, Đậu Trường Sinh không có hỏi, bởi vì không đáp lại hy vọng cái này tuyệt đối không phải thiên dông đạo nhân biết được sự tình. Không nên hỏi, hỏi cũng là đạo tổ. Cái này liền có thể nói rõ hết thảy. Dông đạo nhân trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói, liên quan tới đế thiên tin tức, bần đạo biết không nhiều, dường như thần bí biến mất. Nhưng bất luận nói như thế nào, bần đạo không có chết, như vậy đế thiên thì tuyệt đối sẽ không chết. Đây chính là thiên đế, tu vi khoáng cổ thức kim, đã đến bất hủ kim tiên cực hạn, muốn nói ai có thể siêu thoát, chứng đạo đại la kim tiên, nếu là có một cái sắp xếp, đế thiên tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu muốn không phải đạo tổ bây giờ tình huống không biết danh liệt vị thứ nhất đè ép đế thiên một đầu không phải vậy đế thiên cũng là đệ nhất nói đến đạo tổ khả năng siêu thoát rồi tự tiên đạo đại hưng về sau đạo tổ liền bắt đầu ẩn lui trước một số năm còn có tin tức truyền ra đằng sau liền đã vô tung ai cũng không biết đạo tổ đi nơi nào lấy đạo tổ bản sự ai cũng giết không được đạo tổ cho nên đạo tổ siêu thoát hy vọng càng lớn như là oa hoàng đồng dạng đã xâm nhập hỗn độn rời đi một phương thế giới này chỉ là cái kia một số đạo tổ đích truyền bọn họ đem đạo tổ lưu lại báu vật toàn bộ đều che giấu đi như là nhân gian đế vương một dạng sau khi chết con của bọn họ bí không phát tan chính là muốn đem chỗ tốt độc chiếm không thể không nói dòng đạo nhân cái này một cái suy đoán tỷ lệ là phi thường lớn muốn là mình khẳng định làm như vậy đạo tổ để lại chí bảo cùng danh tiếng so sánh khẳng định là bảo vật hương a lại nói lại có đạo tổ tu hành tinh yếu đối đại la kim tiên trình bày đây là siêu thoát hy vọng ai có thể buông tay? Không đúng, lạc đề. Đậu trường sinh tranh thủ thời gian uống nắng nói, thiên dông cung. Tiền bối nói thiên dông cung. Dông đạo nhân lấy lại tinh thần, chỉnh ngay ngắn bát quái tiên y, sau đó tiếp tục nói, thiên dông cung thành lập tại viễn cổ những năm cuối, là thiên dông đạo nhân cướp đoạt yêu tộc chi vật. Là năm đó một tôn yêu vương một chỗ hành cung, viễn cổ thời kỳ có thể đảm đương yêu vương người, đều đều là bất hủ kim tiên. Chân chính hoàng giả, đều là nằm ở bất hủ kim tiên cực hạn. Cửu hoàng, 36 vương. Đây là yêu tộc xưng Hùng Thiên Địa thực lực, Hoa Hoàng cũng là mới cửu hoàng một trong. Thực lực này cứ việc không cách nào cùng Thiên Đình so sánh, nhưng Thiên Đình là vạn tộc hội tụ, hội tụ vạn tộc anh tài, 36 ngày tôn, đều là hạch tâm lực lượng, còn lại có các lộ minh tôn cũng thần phục với Thiên Đình, có thể yêu tộc mới là nhất tộc thực lực. Các lộ yêu vương đều có phụ thuộc chủng tộc, yêu tộc hội tụ thiên hạ hơn phân nửa bất hủ kim tiên, đã gần như trăm vị thiên hạ vô địch. Đây thật là một cái quái vật khổng lồ, muốn không phải Hoa Hoàng siêu thoát, bởi vì Hoa Hoàng di sản bạo phát huyết tinh xung đột, thì có tam hoàng vẫn lạc, còn lại các lộ yêu vương chết thảm ở nội đấu, cho dù là đạo tổ muốn quật khởi, cái này cũng là chuyện không thể nào. Không có thiên thời, cho dù là chân long cũng vô pháp bay lên, bay lượn tại cửu thiên phía trên. Chỉ có thể long khốn nước cạn, cùng tôn cá chơi đùa. Thiên dông đạo nhân may mắn thu được một chỗ hành cung, từ đó chiếm cứ biến thành đạo trường, sau đó đi qua vô số năm qua mở rộng, nhất là thiên đình thành lập về sau, có thiên đình quyền thế tương trợ, thiên dông cung bản thân đã trở thành một kiện chí bảo chia làm bốn mùa, xuân hạ thu đông. Lại chia nhỏ vì 36 kỳ quan. Một bước một cảnh, một bước một thế giới. Thu hoạch được thiên dông cung chi chủ tán thành, có thể tự đi bộ nhàn nhã, thưởng thức sơn hà bao la hùng vĩ, thiên hạ cảnh đẹp. Có thể một mình xâm nhập, từng bước sát cơ, nửa bước khó đi. Tự cửa chính mà vào, giờ phút này tính ra, hẳn là đại hạ kỷ. Đối ứng thanh loan giới. Chương 845, ngã bài, không trang, gia là bất hủ. Thanh loan chính là Phượng Hoàng tộc. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc trọng yếu trụ cột, còn như Long tộc phân vì Hắc Long cùng Kim Long. Vân vân. Đại Hạ Kỷ, chính là chói trang mùa hạ. Hai người đều là lửa. Bây giờ là trên lửa thêm lửa. Đậu trường sinh một bước này đi vào về sau, nhào tới trước mặt cuồn cuộn sóng nhiệt, dường như đưa thân vào trong lò luyện, kinh khủng nóng bức phản phất muốn đem chính mình hong khô, bốc hơi chỗ có lượng nước, để cho mình hóa thành thay khô. Không, không phải thay khô, mà chính là triệt để đốt cháy hầu như không còn tầm mắt phía trước. Một mảnh hỏa diễm. Cái này đã hoàn toàn từ hỏa diễm tạo thành, một phương biển lửa thế giới. Hỏa diễm như là sóng biển đồng dạng, không ngừng mãnh liệt đốt cháy, một làn sóng tiếp theo một làn sóng biển lửa, phô thiên cái địa cuốn tới, thanh thế một lần lỗi nặng một lần, hỏa diễm thủy triều, phản phất muốn đem đậu trường sinh đập chết. Hung mảnh mênh mông hỏa diễm, khoảng cách đậu trường sinh trước mặt nửa mét lúc, trong nháy mắt toàn bộ im bặt mà dừng, chỉ có nóng bức khí tức lan tràn ra, đập vào mặt thổi đánh vào đậu trường sinh trên hai gò má dông đạo nhân đặc hữu âm thanh vang lên, thanh loan giới chính là từ thượng cổ sơ kỳ, thiên dông đạo nhân chém giết làm loạn trong nhân thế một cái thần điểu thanh loan mà đến. Thần điểu thanh loan cứ việc tử vong, có thể hắn bản mệnh chân hỏa, thanh loan thần hỏa một mực đốt cháy. Bị thiên dông đạo nhân phong ấn mang về thiên dông cung, chuyên môn lập xuống một giới, cất giữ thanh loan thần hỏa. Cái này một cái thần điểu thanh loan, một thân bản sự, toàn bộ đều tại thanh loan thần hỏa phía trên, bằng này làm loạn nhân gian giới, ít có người có thể địch thiên dông đạo nhân là nhận đạo tổ pháp chỉ điểm đủ 10 bộ thiên binh bố trí xuống thiên la địa võng trận đầu đại bại sau cùng thiên dông đạo nhân tự mình tiến về tây hải mời bốn tôn long tộc chân quân mang theo cửu nguyên trọng thủy lúc này mới đem thần điểu thanh loan chém giết này thanh loan thần hỏa viễn siêu phổ thông thanh loan thần hỏa tại đi qua thiên dông đạo nhân chuyên môn luyện chế vô số năm qua tăng thêm lương củi cường thịnh thời kỳ cho dù là bất hủ kim tiên tới đây trong lúc nhất thời cũng bất lực lại có đại hạ kỹ cổ vũ uy lực của nó thanh loan giới đủ để cản lại trong thiên hạ 99% người. Ở vào thiên dông cung cửa chính phòng ngự, được xưng tụng là phòng thủ kiên cố. Thái sư cũng cảm nhận được hỏa diễm hung mảnh, giờ phút này bất quá là để nhất trọng mà thôi, trong đó nguyên linh chưa từng khôi phục, đợi đến nguyên linh hiển hóa, lại đến thanh loan thần hỏa thăng hoa, quy lực đâu chỉ lật ra 3 năm lần, gấp 10 lần, gấp 20 lần cũng có. Bây giờ hết thảy đều là bởi vì thương tộc gây nên, thái sư làm gì đi vì thương tộc liều mạng, bất hủ thời đại tiến đến, cái này đối với thiên hạ vạn tộc đều là chuyện tốt. Muốn phá thanh loan thần hỏa, nhất định phải cử nguyên trọng thủy, thái sư nếu là có cử nguyên trọng thủy, còn có thể bằng này áp chế một hai, vượt qua thanh loan giới. Im miệng. Đậu trường sinh mở miệng quát lớn một câu. Cái này dòng đạo nhân liếu lo không ngừng, tuy nhiên đem thanh loan giới nội tình nói rõ ràng, nhưng đậu trường sinh chỉ tin tưởng ba phần, cái này dù sao cũng là đến từ địch nhân lời nói. Đậu trường sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước biển lửa, cảm thụ được kinh khủng sóng nhiệt, vẫn chưa có bất kỳ sợ hãi, trực tiếp một bước hướng về phía trước phóng ra, trực tiếp đi vào hỏa diễn bên trong. Cửu nguyên trọng thủy không có, nhưng đậu trường sinh có mệnh. Vận dụng cửu chuyển thần long đan, cái mạng này đã nhất định phải chết. Chỉ cần phía trước không phải đỉnh phong bất hủ kim tiên, như vậy thì không có cái gì có thể sợ. Một bước đi ra về sau, tứ phương chấn động, văn minh âm thanh vang lên. Biển lửa giống như sống tới, triệt để bị chọc giận một dạng, cùng bạo biển lửa ầm vang ở giữa hướng về đậu trường sinh dân trào mà đến, to lớn hỏa diễm thủy triều, trong nháy mắt liền đem đậu trường sinh bao phủ trong đó. Ngọn lửa cuồng bạo, bắt đầu không ngừng đốt cháy bản thân. Đậu trường sinh có thể cảm giác được toàn thân trên dưới phỏng, dường như hết thảy đều trở thành hỏa diễm đốt cháy lương củi. Nhưng cũng liền dừng ở đây. Cứ việc đau đớn, có thể hỏa diễm vẫn chưa thương tổn đến đậu trường sinh. Qua nhiều năm như vậy tu hành, cũng không phải uổng phí. Đậu trường sinh tuần tự bù đắp kế hoạch, hôm nay rốt cục đại hiển thần uy. Trong đó không biết tu hành bao nhiêu miễn dịch hỏa diễm võ học, cái này tuy nhiên sơ cấp một chút, vẫn chưa tới thần ma tầng thứ, nhưng phải biết một việc, làm đậu trường sinh cửu u thần thể, thuế biến đến tiên thiên cửu u thần thể yếu lúc, các loại hiệu quả tự nhiên sẽ tăng cường. Như vậy cũng tốt so lực lượng một dạng, nương theo lấy thể phách tăng trưởng, sẽ một cách tự nhiên tăng trưởng. Lại thêm cái diêm la trấn ngục kinh cùng tiên thiên cửu u thần thể trong âm âm khí, giờ phút này hóa thành kim long, lại trời sinh chấp chưởng mưa gió, cũng đối với hỏa diễm khắc chế. Đủ loại điệp chung vào một chỗ, tạo thành trước mắt một màn chủ yếu nhất là đậu trường sinh hiểu được, thiên dông cung lớn như vậy thể lượng, đỉnh phong thời kỳ tự nhiên cường vô địch, có thể đó là xây dựng ở thiên đình lực lượng gia trì, đại lượng tư nguyên thông vệ kết quả. Như cùng người hoàng miếu bên trong các loại hoàng đạo thần binh, không có người đời sau vận dụng đạo nguyên vận dưỡng, vô số tộc nhân cung phụng, quy lực còn có thể còn lại mấy phần. Cái kia chính là có trời mới biết sự tình. Đậu trường sinh đi tại hỏa diễm bên trong, mặc cho hung mảnh biển lửa trùng kích, giống như một khối đá ngầm, đỉnh lên hỏa diễm từng bước một tiếng về phía trước tình cảnh này bị dông đạo nhân nhìn chăm chú tại trong mắt một đôi mắt hiện ra mù mịt thanh loan giới thời gian qua đi vạn vạn năm lại mở quy lực vậy mà giảm xuống quá lợi hại mà cái này đậu trường sinh đối với hỏa diễm khắc chế vậy mà như thế lợi hại dông đạo nhân một đôi mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh quan tâm mở miệng hô thái sư cẩn thận a nguyên linh hiển hóa thanh loan giới chỗ sâu hỏa diễm điên cuồng cuốn lên như là lớn nước xoáy đồng dạng một tiếng kêu to chấn động thanh loan giới đậu trường sinh có thể rõ ràng trông thấy, vũ sắc hoa lệ, lông đuôi thon dài, hai cánh mở ra thanh loan, đã ở trên cao nhìn xuống lao xuống mà tới. Thanh loan hoàn toàn do từng đóa từng đóa màu xanh hỏa diễm cấu thành, không ngừng đốt cháy hỏa diễm, biến thành một cái thanh loan. Sinh động như thật, còn như thượng của thời đại chết đi thần điểu thanh loan lại một lần nữa sống lại. Kinh khủng thanh loan thần hỏa, đem tứ phương đốt cháy hỏa diễm xem như lương củi, thiên địa không ngừng bị xâm nhiễm, trong nháy mắt giữa thiên địa một mảnh màu xanh. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, lại là lật tay ở giữa đem tiên thiên nhất khí bình mở ra sau đó người hướng về phía trước phóng đi trăm phát trăm trúng tiên thiên nhất khí bình lần này cũng không có để đậu trường sinh thất vọng cứ việc đại bộ phận hỏa diễm tránh thoát tiên thiên nhất khí bình trói buộc nhưng cũng có lấy một bộ phận bị tiên thiên nhất khí bình thông vệ hết dương cánh khôi phục thanh loan nguyên linh lại là tàn khuyết một bộ phận mà đậu trường sinh hóa thành từng tia từng sợi vũ khí nguyên tố chi thể vô tướng chi phong phối hợp lẫn nhau một chút một cái thuấn di người đã xuất hiện thanh loan giới nửa đoạn sau nhưng khôi phục thanh loan nguyên linh, lại là cũng đi theo mà tới, nơi này là thanh loan giới, là đối phương một bộ phận, như bóng với hình, căn bản là không có cách tránh né, đây mới là thanh loan giới cường đại địa phương. Bàn long hoàng kim giáp trong nháy mắt hiện ra, người khoác màu vàng kim trọng giáp, hào quang ống ánh lan tràn ra, giống như một vòng mặt trời. Bây giờ vì kim long, đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được bàn long hoàng kim giáp đối với mình hung ý, bàn long hoàng kim giáp trục trịch, dường như một đầu ác lan, ngay tại đi săn, tránh né tại trong bụi cỏ, chờ đợi thời cơ tiến đến, sau đó hung mảnh nhào tới cắn một cái. Bàn Long Hoàng Kim Giáp uy hiếp được đậu trường sinh lúc, nhưng cũng là uy lực mạnh nhất lúc, đây rốt cuộc là Long tộc chế tạo ma binh. Chém ra một đao. Nơi xa Thanh Loan không tránh không né, trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn. Nhưng sau một khắc tứ phương hỏa diễm phun lên, đã hoàn toàn chữa trị, bình thường công kích đã vô dụng, chỉ có tương khắc chi vật mới có thể áp chế Thanh Loan. Quanh. Thanh Loan đã đánh tới đậu trường sinh trên thân. Bàn Long Hoàng Kim Giáp chi bên trên truyền ra nóng rực cảm giác, giờ khắc này bàn long hoàng kim giáp nhiệt độ đã không biết kéo lên gấp bao nhiêu lần một số vị trí đã sinh ra hòa tan có khe hở xuất hiện huyết nhục bị đốt cháy khép đồ xấu sau một khắc bất tử chi khu của phát sinh hiệu quả huyết nhục bắt đầu diễn sinh thương thế không ngừng khép lại đậu trường sinh giống như một tôn hỏa nhân đã vọt tới thanh loan giới biên giới sau cùng hoàn thành vượt qua bàn long hoàng kim giáp phía trên hòa tan vị trí bắt đầu không ngừng khép lại từ nơi sâu xa dường như nghiêng nghe thấy được linh tính thống khổ kêu trên trong nháy mắt thương thế cũng biến mất không còn tâm tích Thanh Loan giới tuy nhiên lượt gặp nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thương tổn đến đậu trường sinh. Nói cho cùng thiên dông cung ngày xưa rất lợi hại, Thanh Loan giới bi danh hiển hách, nhưng bây giờ đến cùng không phải thượng của tiên đạo thời kỳ. Thời đại thay đổi. Đậu trường sinh mới đi ngang qua Thanh Loan giới, dung đạo nhân thanh âm liền đã vang lên, chúc mừng Thái Sư. Thành công vượt qua Thanh Loan giới. Đậu trường sinh không có đi phản ứng dông đạo nhân, tiếp tục đi đến phía trước, thành công xuyên qua một cánh cửa sau. Vô biên sóng nhiệt biến mất vô ảnh vô tung, lại xuất hiện tại đậu trường sinh trước mặt là một phương mông lung thế giới một phương thế giới này căn bản nhìn không rõ ràng dường như từ trên xuống dưới đều tràn ngập vũ khí một dạng nhìn một cái cho người ta đầu óc choáng váng trời đất mù mịt không cách nào phân biệt đông nam tây bắc đậu trường sinh một đôi mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng như thanh loan giới cái này một loại đi thẳng về thẳng sát trận đậu trường sinh ngược lại không e ngại chỉ cần đi ngăn cản là được nhưng cái này một loại rõ ràng cũng là huyễn trận mê trận không theo đuổi giết địch mà là đi khốn địch phá trận phương thức chỉ có hai loại trong đó một loại là bằng vào thực lực cường đại cứ thế mà xé rách cái này một tòa đại trận còn lại cũng là thuận thế mà làm căn cứ trận pháp biến hóa sau đó tìm kiếm được trong trận pháp lỗ thủng từ đó căn cứ lấy lỗ thủng phá trận loại sau phương pháp trực tiếp bị đậu trường sinh từ bỏ bởi vì đậu trường sinh đối với trận pháp không phải quá tinh thông nhưng loại thứ nhất biện pháp cần chính là thực lực quá mạnh chính mình sợ là không được nơi này đến cùng là thiên dông cung cho dù là thời gian qua đi vạn vạn năm có thể nội tình đến cùng tại như thanh loan giới một dạng vượt qua có thể, cái kia không hư hao thanh loan giới mảy may, nơi này muốn bạo lực phá hư hết thảy. Đậu trường sinh chờ đợi dông đạo nhân mở miệng, nhưng cái này một vị giờ phút này giống như người câm một dạng, đứng tại cửa ra vào vị trí ngậm miệng không nói. Đậu trường sinh một bước đi vào, bỗng cảm giác trời đất quay cùng, tứ phương hết thảy đều mông trở nên mông lung. Đông Tây Nam dưới, cái này vốn là tùy tiện liền có thể phán đoán phương hướng, tại bây giờ vậy mà bắt đầu mơ hồ. Không biết đồ vật, cũng không biết Nam Bắc cái này vốn là làm trò cười cho người khác một việc, vậy mà xuất hiện ở trên người mình. Thần mục thất ngôn chú. Đậu trường sinh hai con mắt mở ra một đạo quang mang, dường như một thanh kiếm sắc đồng dạng, phá vỡ từng lớp sương mù. Nhưng sau một khắc, có thể rõ ràng phát hiện mê vụ vẫn còn sống. Hết thảy đều chẳng qua là ảo giác, là ảo giác. Đậu trường sinh thẳng tắp hướng về phía trước, ước chừng một phút sau. Đã đình chỉ không tiến, chỗ này không gian cũng không phải là quá lớn, chưa từng bước vào trước, đậu trường sinh liếc mắt qua, lấy tốc độ của mình mà nói, chỉ cần phân hứa thời gian, cũng đủ để vượt qua qua. Nhưng bây giờ một phút, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình khẳng định bị che đậy cảm giác, chính mình cho rằng thẳng tắp hướng về phía trước, rất có thể là tại chỗ xung quanh, giống như hầu tử đồng dạng, từng vòng từng vòng xuống tới, khiến người ta đang không ngừng thưởng thức. Phương pháp phá trận ở chỗ tiên thiên nhất khí bình cùng long môn, đậu trường sinh lấy thêm ra tiên thiên nhất khí bình, sau đó mở ra tiên thiên nhất khí bình bình miệng, mượn nhờ tiên thiên nhất khí bình thôn vệ tứ phương vũ khí, nhờ vào đó suy yếu trận pháp. Tiên thiên nhất khí bình thông vệ hết thảy, dường như hắc động đồng dạng, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có cực hạn. Mà chỗ này trận pháp, khẳng định là có cực hạn, đương nhiên đây là đần phương pháp, nhờ vào đó phá vỡ trận pháp, không biết bao giờ, mượn nhờ tiên thiên nhất khí bình suy yếu, đậu trường sinh muốn lập xuống long môn, mượn nhờ long môn không gian truyền tống chi lực, cố phá vỡ trận pháp, cho dù là không làm được, cũng có thể trung chuyển trận pháp này, tạo thành sơ hở đi ra, cho mình tranh thủ đến cơ hội. Đậu trường sinh động tác mới bắt đầu, dung đạo nhân thanh âm liền đã vang lên vô dụng nơi này chính là thiên biến vạn mê trận chính là một tòa biến hóa vô cùng mê trận chính là thiên dông đạo nhân kiệt xuất nhất đại trận là thiên dông đạo nhân mượn nhờ chủng tộc thiên phú tự mình tiến về thế giới bên ngoài hỗn độn biên giới sau đó bắt đầu lĩnh hội hỗn độn chi khí sau kiệt tác thiên địa này mông lung giống như mê vụ đồng dạng khiến người ta đánh mất phương hướng đây chính là hỗn độn cơ bản nhất đặc tính hỗn độn kinh khủng nhất cũng là mất đi phương hướng cảm giác mà không phải cái kia kinh khủng lực ăn mòn hỗn độn lực ăn mòn có thể mượn lấy bảo vật đi chống cự nhưng phương hướng này cảm giác lại là thúc thủ vô sắc hỗn độn lớn nhất hoảng sợ cũng là tiến vào bên trong đem sẽ mất phương hướng cũng không còn cách nào trở về cho nên đại la quyền hành ngao du hỗn độn đây mới là đại la tiêu giao tự tại cơ sở cho dù là rời đi một phương thế giới này đại la kim tiên cũng có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn hỗn độn này hai chữ vừa ra giống như một thanh kiếm sắt lập tức quán xuyên đậu trường sinh đầu đậu trường sinh lập tức bắt lấy trọng điểm chủ động mở miệng hỏi thăm nói, cái này thiên biến vạn mê trận chính là lĩnh hội hỗn độn diễn sinh mà đến, như vậy bày trận thời điểm liền cần một đạo hỗn độn chi khí. Có thể hỗn độn khó có thể bị thiên địa tiếp nhận, tại thượng của thời kỳ còn tốt, thiên dông đạo nhân ở vào đỉnh phong, còn có chúng nhiều phương pháp giải quyết, bây giờ muốn duy trì ở thiên biến vạn mê trận, khẳng định cần hỗn độn chi khí, như vậy thiên dông cung là nằm ở trong hỗn động. Dông đạo nhân khen ngợi nói, thật không hổ là đậu thái sư. Chỉ là nương tựa theo đơn giản mấy câu, liền đã đã đoán được thiên dông cung ở vào hỗn độn bên trong cho nên đậu thái sư vẫn là từ bỏ đi bây giờ nơi này cái gì đều thiếu nhưng duy chỉ có không thiếu hỗn độn chi khí cho nên cái này một tòa thiên biến vạn mê trận cũng không giống như là thanh loan giới một dạng hư nhược lợi hại nơi này ở vào vẫn còn đỉnh phong thời kỳ ngươi là không thể nào đầy đủ đánh vỡ muốn là hai kiện bất hủ thần binh đông đảo tiên thiên thần ma cùng một chỗ như vậy bần đạo còn có ba phần sợ hãi có thể chỉ là đậu thái sư một người nơi này không gì phá nổi mà lại muốn nói cho đầu thái sư một cái tin tức xấu. Thiên đạo nhân đã chuẩn bị xong, trùng kích bất hủ sắp đến. Bần đạo muốn chính là thiên địa rung chuyển, căn bản không cho phép muốn thành công. Chỗ lấy các ngươi đã không có thời gian, các ngươi đã thất bại. Đầu Trường Sinh cười. Sai. Đây là một cái cực kỳ tốt tin tức. Biết sớm như vậy, làm gì ở chỗ này bồi ngươi chơi. Ta có thể trực tiếp lật bàn. Chẳng qua hiện nay cũng không muộn. Ngã bài, không trang, gia là bất hủ. Chương 846, ngưng tụ thứ 10 loại thần ma đặc thù. Bất hủ đậu. Đây là đậu trường sinh lớn nhất ác chủ bài. Muốn là chỉ có thể dùng một lần, tự nhiên muốn dùng tại trên lưỡi đao, tại liên quan đến chủng tộc đại chiến, hoặc là dính đến chính mình sinh tử lúc dùng, hiện nay cái này một cái trường hợp là không thích hợp. Nhưng đây là một mở có thể đầy đủ lặp đi lặp lại sử dụng ác chủ bài. Cái này liền không có có cố kỵ nhiều như vậy. Tự nhiên là cái kia dùng thì dùng. Vốn là đậu trường sinh không có sử dụng tâm tư, là bởi vì sợ bất hủ xuất hiện, tràn ngập ra bất hủ chi khí, này lại đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng, vốn là ngăn cản bất hủ thời đại mở ra tới, sau cùng tạo thành gia tốc bất hủ thời đại mở ra. Cho tới nay đậu trường sinh đều có cái này một cái lo lắng, có thể hiện nay không cần sợ. Thiên dông cung là nằm ở hỗn độn bên trong. Đây không phải ví dụ, nhân tộc cũng có một chỗ không gian, là từ trong hỗn độn khai mở. Thượng cổ thời đại cường thịnh thời kỳ, đã là đi ra thế giới, bắt đầu hướng về hỗn độn phát triển nếu là có thể tiếp tục hưng thịnh đi xuống không ngừng xuất hiện đại la như vậy bọn họ sớm muộn có một ngày chân chính có thể tại hỗn độn bên trong khai mở ngàn vạn thế giới nhưng rất đáng tiếc đây hết thảy bởi vì long trời lỡ đất thế giới tàn khuyết hết thảy đều im bặt mà dừng hỗn độn như hải thế giới như đảo hoang đảo hoang bị hải dương vây quanh ở trong đó một phương thế giới này cũng như thế tứ phương đều là hỗn độn hỗn độn vô biên vô hạn đây là thế giới bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì đều không ảnh hưởng thế giới bên trong đậu trường sinh trong lòng có quyết toán về sau, đương nhiên sẽ không ngay trước dòng đạo nhân trước mặt vận dụng bất hủ đậu, mà chính là đưa tay cũng là một đao, đậu trường sinh muốn sát nhân diệt khẩu, sau đó triệu hoán bất hủ đậu, đến mức chuyện kế tiếp, đó là không hủ đậu làm, cùng ta đậu trường sinh có quan hệ gì? Chém ra một đao. Dòng đạo nhân hóa thành một đạo vô ảnh vô hình gió mát. Hiển nhiên là không có mặt ngoài như vậy thẳng thắn, sớm liền bắt đầu đề phòng lấy đậu trường sinh, đậu trường sinh nhìn lấy bạo phát dòng đạo nhân, hắn thực lực cũng không cường giờ khắc này dông đạo nhân hóa thân mấy chục, đã cùng vạn tộc thành viên gặp mặt. Muốn là người người đều có tiên thiên thần ma thực lực, nào như vậy tất nói nhảm nhiều như vậy, dông đạo nhân trước tiên có thể đem bọn hắn chia cắt, sau đó lại cùng nhau tiến lên, nương tựa theo nhân số nghiền ép, triệt để đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, sau cùng giết hại trống không. Một đao không công mà lui, nhưng thứ hai đao băng phách đao đã rơi xuống. Đậu trường sinh sau lưng vị trí, đã sinh ra một cánh tay, chính nắm băng phách đao chém ra. Một đao ra, giữa thiên địa hóa thành băng tuyết thế giới đầy trời lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa không ngừng từ bầu trời phía trên bay xuống vô tận hàng khí lan tràn ra tứ phương hết thảy cũng bắt đầu ngưng kết thành vì hàng băng phô thiên cái địa hàng băng chính đang không ngừng trải rộng ra dường như kéo dài đến tận cùng thế giới một giây mười giây mãi cho đến một phút hàng băng không ngừng mở rộng nhưng thế giới giống như không có cuối cùng một dạng tình cảnh này để đậu trường sinh lông mày nhíu lại quả nhiên là quá coi thường cái này thiên biến vạn mê trận nhất định phải vận dụng bất hủ đậu lực lượng mới có thể đánh tan đại trận sau đó giết chết dông đạo nhân nhưng làm như vậy rất dễ dàng bại lộ dông đạo nhân phân thân mấy chục muốn là cách nhau vạn dặm như vậy lẫn nhau không lệ thuộc có thể giết diệt khẩu nhưng ở chỗ này dông đạo nhân chết rồi bọn họ tâm thần tương liên dông đạo nhân đến cùng chết như thế nào còn lại dông đạo nhân tự nhiên biết dạng này đậu trường sinh bí mật cũng liền bại lộ đến lúc đó tại đậu trường sinh triệt để giết chết dông đạo nhân trước dông đạo nhân rất dễ dàng đem tin tức tiết lộ ra ngoài nghĩ như vậy muốn đem bí mật bảo thủ lên liền muốn đậu trường sinh đem thiên dông cung hủy diệt hoàn toàn, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nhưng làm như vậy, rất dễ dàng gây nên phiền toái càng lớn, quan chính mình sống sót, đến lúc đó giải thích thế nào, chẳng lẽ vì có một lý do tốt, chính mình đi giết người, một cái hoa ngôn muốn ngàn vạn cái hoa ngôn đi chống đỡ. Một đường giết giết giết, đem những người khác xử lý, không người có thể nghi vấn chính mình. Có thể nếu là có thực lực này, hiện nay làm gì phiền toái như vậy? Đậu trường sinh vòng nhìn trái phải, tại cái này thiên biến vạn mê trận bên trong, cũng chính là vong đạo nhân một người, chỉ cần tương lai đậu triệt để giết vong đạo nhân, người nào biết mình chật vật, không người hiểu được bản thân diệt khẩu thất bại. Ta, đầu trường sinh. Vẫn là tính toán không bỏ sót. Chính mình không có có thất bại, bất quá là muốn muốn nhờ lấy vong đạo nhân, từ đó làm một cái không tại hiện trường chứng minh. Đúng, chính là như vậy. Tương lai thân vẫn chưa là chiếm hữu, cho nên kế sách của mình rất thành công, một chút vấn đề cũng không có xuất hiện. Mình tại thiên biến vạn mê trận, không phải là không muốn phá vỡ mà là cố ý. Nương theo lấy đậu trường sinh nghĩ thông suốt, tối tâm bên trong một chỗ giới diện, lại là bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh ra. Thời gian trường hà bắt đầu không ngừng nhộn nhạo, một đạo vĩ ngạn hình bóng, không biết khi nào đã sừng sững tại thời gian trường hà bên trong, mặc cho trùng trùng điệp điệp thời gian chi lực, không ngừng trùng kích, giống như thiên địa chi trụ sừng sững bất động. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, tối tâm bên trong một đạo dẫn dắt, cảm giác được đứng ở thời gian trường hà bên trong cái kia một đạo vĩ ngạn bóng người. Cái này tương lai đậu tình huống có một ít đặc thù vẫn chưa là có lấy chính mình thần chí mà chính là lấy chính mình làm chủ cái này khiến đậu trường sinh thở dài một hơi đối với cái này một loại hiện tượng vừa lòng phi thường đây là tốt nhất tình huống cho dù là tương lai đậu có thần chí lấy chính mình làm chủ cái này đều không phải là chuyện tốt bởi vì đậu trường sinh chỉ có một người bất luận là đi qua vẫn là tương lai có thần chí liền có tạo phản khả năng dù là là ví dụ như vậy chưa từng xuất hiện có thể ở kiếp trước tin tức đại bạo tạc, xuất hiện vô số loại khả năng như vậy tiểu thuyết cùng manga. Đến đậu trường sinh cảnh giới này, tâm phân nhị dụng, đây là phi thường sự tình đơn giản, căn bản không cần cái này tương lai đậu có thần chí. Tương lai đậu xuất hiện về sau, đậu trường sinh liền đã hiểu rõ tương lai đậu tình huống cạn kẻ. Bây giờ tương lai đậu, dường như giống là mình tay chân một dạng, là chính mình thân thể một bộ phận. Tương lai đậu có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu. Cái này tương lai đậu quá sạch sẽ sạch sẽ một cái bạch bản trạng thái. Không có mang theo 10 món 8 món bất hủ thần binh trở về, cái này tuy nhiên nhìn như thật không thể tin, nhưng lấy chính mình phú quý, bất hủ sau 10 món 8 món thu thập không đủ, 3 4 kiện có thể chứ. Thần binh một kiện không có, cái này cũng có thể tiếp nhận, đây rốt cuộc là vật ngoài thân, có thể cái này tương lai đậu cũng không có mang theo một thân bất hủ võ học, cái này bao nhiêu thì có một ít bất khả tư nghị. Dự đoán bên trong một thân bất hủ thần ma võ học, không có không cái gì thiếu hụt khiếm khuyết khác biệt. Bây giờ cái này tương lai đậu, cũng là bạch bản chỉ là thuần túy bất hủ cảnh giới bất hủ chiến lực. nhiều nhất mang theo một cái tại thế cẩu thần thiên phú đậu trường sinh ngược lại là xem xét cẩn thận tại thế cẩu thần cái này một cái cấp độ về sau tại thế cẩu thần có lấy chính cái tính mạng nhưng đại bộ phận hiện ra màu xám chỉ có một bộ phận sáng ngời chỉ có thể vận dụng ba đầu mệnh cái này một loại tình huống rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu mệnh cái này tương lai đậu thì có bao nhiêu thu hoạch được tương lai trí nhớ nắm giữ tương lai tin tức phương thức không có cũng không có bất hữu thần ma võ học, có thể để cho mình khắc lục xuống đến, giảm bớt thần ma bù đắp kế hoạch, không cần đông đảo thần ma thôi diễn. Các mặt đạt được lợi ích địa phương, hết thảy đều có thể nói cho cắt ra. Tuy nhiên không thể một bước lên trời, nhưng cái kia có đồ vật cũng đều có. Cái này tương lai đậu 10 đại thần ma đặc thù toàn bộ đều có. Vân vân. Đậu trường sinh đột nhiên phát hiện một việc. Nơi này có thể một chút thẻ một chút BUG. Giờ phút này tương lai đậu chỗ dựa tại đất thời gian trường hà bên trong, nhưng một phút thời gian vẫn chưa biến mất tuy nhiên phán đoán ra kể trên đủ loại hết thảy đều là trong điện quan hỏa thạch căn bản không có phí tổn bao nhiêu thời gian có thể thời gian đến cùng cũng đi một cái hô hấp nhưng bây giờ không chút nào thiếu ân ừ, chỉ cần tương lai đậu không theo thời gian trường hà trung hạ đến cái này là có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian không phải nói tương lai đậu muốn vượt qua thời gian trường hà từ tương lai thời gian đến bây giờ đây mới thực sự là vận dụng cái này không thể không nói là một chuyện thật tốt cho dù là hiện trong tương lai đậu cùng mình cách nhau thời gian trường hà, trong đó có thời gian khá dài khoảng cách, chính mình không cách nào hoàn toàn khống chế tương lai đậu, có thể chí ít có thể mượn lấy tương lai đậu một bộ phận uy năng. Chính mình gần nhất ngưng tụ tại thế cổ thần, trở thành thứ 10 chủng thần ma đặc thù, cái này có thể nói là nhiều lần thất bại. Cửu vi số chi cực chế, thứ 10 loại liền muốn đánh phá đây hết thảy, làm đến hoàng mỹ không một tì vết. Chẳng ai hoàng mỹ, bất luận cái gì hoàng mỹ sự tình, đều phải bị trời ghét cho nên đây là một kiện vô cùng chật vật sự tình, cho dù là đậu trường sinh thu được minh thần truyền thừa, còn có cửu u lão tổ nói, hội tụ hai tộc chi trưởng, lại bằng vào thiên phú của mình, muốn thành công cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ có thể. Trước kia nghi nan địa phương, giờ phút này lại nhìn vậy mà như thế đơn giản. Đậu trường sinh phát hiện mình khoảng cách thành công ngưng tụ thứ 10 chủng thần ma đặc thù, đã là gần trong gan tất, chỉ là có một chỗ không đúng, cái này mới tạo thành chính mình nhiều lần thất bại. Đậu trường sinh hiện ra minh ngộ chi sắc không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này. Chợt bắt đầu ngưng tụ thứ 10 chủng thần ma đặc thù, căn bản không sợ bị dông đạo nhân quấy nhiễu xâm nhập. Bởi vì đậu trường sinh nhạc bất đến như thế, cái này dông đạo nhân bất quá là mượn nhờ thiên biến vạn mê trận, cho nên mới tương đối khó chơi, đổi thành ở bên ngoài, cũng là một đao sự tình, bây giờ có can đảm chủ động xuất hiện, đó cũng là một đao. Dù sao làm tương lai đậu xuất hiện về sau, tại thiên biến vạn mê trận bên trong biến mất cảm giác, đã thành công khôi phục. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía lấy thuộc tính giới diện, nhìn lấy tại thế cổ thần, bốn chữ xuất hiện nhàn nhạt kiểu chữ, sau đó nương theo lấy chính mình đối tại thế cổ thần, lý giải bắt đầu không ngừng làm sâu sắc, sau đó kiểu chữ dần dần làm sâu sắc. Làm tại thế cổ thần, triệt để ổn định lại về sau, Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, cực kỳ gắng sức kiềm chế nụ cười, có thể trong mắt ý cười, đó là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Mười đại thần ma đặc thù tề tụ, đến đón lấy chính là muốn đột phá thần ma. Thần ma đột phá muốn thuế biến, như thế không thích hợp đến lúc đó không rảnh quan tâm chuyện khác, lại thêm nơi này không đủ bí ẩn. Thương tộc sự kiện kết sau lại đột phá. Dù sao cái kia một đống sự tình đâu, còn muốn sử dụng hà thần khế ước. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía từ nơi sâu xa vị trí, ngưng tụ thần ma đặc thù chậm trễ không ít thời gian, có thể cảm giác được tương lai đậu thời gian tuyến đã bắt đầu biến hóa, biết cái này một cái BUG chỉ là tiểu BUG. Đến cùng tư tâm trọng một chút, trước ngoảnh đầu chính mình, vội vàng chính mình đột phá, sau cùng mới nghĩ đến đi ngăn cản bất hủ thời đại mở ra tương lai đậu bắt đầu vượt qua thời gian trường hà, sau cùng bắt đầu quyết chiến. Không. Chương 847, vô địch tại tương lai tuyệt thế cường giả. Thời gian như thủy. Một đạo vĩ ngạn hình bóng, đi ngược dòng nước. Chỉ một thoáng thời gian trường hà oanh minh chấn động, giống như sống lại, thời gian trường hà bạo động, giống như một đầu thời gian chi long, ra sức bắt đầu dảo sát đi ngược dòng nước vĩ ngạn hình bóng. Thời gian trường hà bạo động, lập tức gây nên thiên hạ chấn động. Giờ phút này cho dù là không tin thông thời gian chi đạo, cũng là có thể phát hiện thời gian trường hà biến hóa. Trong lúc mơ hồ, một đầu trùng trùng điệp điệp thời gian trường hà đã hiển hóa ở giữa thiên địa. Từng tia ánh mắt không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhân cảnh, nhân hoàng miếu. Giờ phút này ở vào đại điện cung phụng, bị đông đảo hoàng đạo thần binh vần quanh hiên viên kiếm, mới cử hành nghi thức, chính thức bắt đầu mời ra. Từng tôn tiên thiên thần ma, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Thất thanh nói, bất hủ. Từng tiếng bất hủ, vang vọng đất trời ở giữa giờ khắc này thời gian trường hà vạn chúng chú mục vốn đã chính đang chuẩn bị khởi xướng đợt thứ hai thế công vạn tộc giờ khắc này hoàn toàn đã bị tình cảnh này biến hóa hấp dẫn bỏ qua còn lại tất cả mọi chuyện thương cảnh khu vực biên giới yến thần đế giờ phút này ngẩng đầu nhìn chăm chú thương khung một đôi mắt lộ ra vẻ không dám tin chính là nắm giữ lấy thời gian chi đạo cho nên mới biết tình cảnh này đến cùng có bao nhiêu khó muốn tự tương lai đi ngược dòng nước vượt qua thời gian trường hà đến đến bây giờ cái này không chỉ là muốn đối mặt thời gian trường hà bạo động còn có mặt đối với thiên địa bài xích, cái này muốn gánh chịu một cái thế giới phản vệ. Xuất thủ can thiệp quá khứ cùng tương lai, cái này liền đã vô cùng khó khăn, đối phương vậy mà đi ngược dòng nước buông xuống. Cái này là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Những người khác nhìn không ra, nhưng Yến Thần Đế Lít một chút liền đã nhìn ra, cái này thời gian trường hà chấn động, tình huống hơi không đúng. Đối phương buông xuống chi địa, không còn tại thế giới bên trong, mà là tại thế giới bên ngoài, mượn nhờ trong thế giới thời gian trường hà, sau đó buông xuống đến hỗn độn bên trong, đây là càng thêm chuyện bất khả tư nghị. Cho dù là chính mình trở thành bất hữu thần ma, nắm giữ lấy thời gian chi đạo, cũng căn bản không làm được đến mức này. Người đến rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ đã là ở vào bất hữu thần ma đỉnh phong, hoặc là đã vượt ra khỏi bất hữu thần ma? Trong lòng vẽ may mắn. Vị này tuyệt thế cường giả, vẫn chưa xuất hiện với thế giới bên trong. Không phải vậy đối phương rất có thể đối thế giới tạo thành cực đại trùng kích, sớm mở ra bất hữu thời đại. Nhưng chợt, kiến thần đế giật mình chẳng lẽ lần này thượng cổ thiên tôn thành công, cho nên mới có tương lai tuyệt thế cường giả, ngược dòng thời gian trường hà trở lại quá khứ, đi ngăn cản tình cảnh này phát sinh. Yến thần đế một đôi mắt, sáng chói chói mắt, ánh sáng thế gian, nhìn chầm chầm thời gian trường hà bên trong cái kia một đạo vĩ ngạn hình bóng. Giờ khắc này không chỉ là Yến thần đế, trong thiên hạ ánh mắt mọi người, toàn bộ đều đã bị hấp dẫn. Mà giờ khắc này nào đó đậu, thế nhưng là không biết được chính mình tự mang trực tiếp đặc hiệu. Trong tương lai đậu tầm mắt phía dưới, ngược dòng thời gian giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đây không phải tương lai đậu thời gian chi đạo thiên hạ vô địch, mà là bởi vì đây là ngón tay vàng nhất định phải làm được, muốn là tương lai đậu không buông xuống, cái này một trương bất hủ thể nghiệm thể chẳng phải là phế đi. Ngón tay vàng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Một đường đi ngược dòng nước, không biết kinh động đến bao nhiêu người, cũng chấn động vô số thời gian bên trong cường giả. Đi qua thời gian. Thượng cổ mạc niên trước giờ. Từng tôn bất hủ kim tiên, mắt thấy thời gian trường hà chấn động bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được tương lai thời gian bạo động đế thiên chấp hai tay sau lưng nhìn lên thương thiên bình thản nói tương lai có cường giả đi ngược dòng nước vượt qua thời gian trường hà trẫm bây giờ cũng không làm được đến mức này cho nên chư quân tương lai siêu thoát cơ hội buông xuống quá khứ tương lai đều là đã chấn động hiện tại thời gian thiên dông cung thiên đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy cảm thụ được biến hóa có thể rõ ràng cảm nhận được một tôn tràn ngập thời gian chi lực bất hủ ngay tại buông xuống đây là một vị tự tương lai ngược dòng thời gian buông xuống tuyệt thế cường giả đây là thượng cổ mạc niên tạo thành thời gian trường hà chấn động thủ phạm đối phương bằng vào sức một mình vậy mà chấn động thượng cổ thời gian tuyến thượng cổ tuổi tác không biết bao nhiêu cường giả muốn biết mục đích của đối phương xuất hiện vô số loại suy đoán nhưng tuyệt đối không người có thể đoán được cái này một tôn tuyệt thế cường giả nó mục đích lại là chính mình thương nguyên đồng nhìn lấy tình cảnh này thở dài nói đây chính là thượng cổ điển tịch ghi lại trứ danh tương lai chi đánh đi có tuyệt thế cường giả đi ngược dòng nước, vượt qua thời gian trường hà, một đường hoành kích vô số cường giả, cuối cùng tại thượng cổ mạc niên cùng thiên đế nhất chiến, bị thiên đế ngăn ở thượng cổ mạc niên thời gian tuyến. Không biết bao nhiêu người suy đoán, vị này tuyệt thế cường giả chính là gây nên thượng cổ tiên đạo sụp đổ thủ phạm. Không dám tưởng tượng, muốn là ngày xưa thiên đế ngăn không được vị này tương lai tuyệt thế cường giả, bị hắn một đường ngược dòng đến thượng cổ sơ kỳ, đến lúc đó đối phương cải biến thượng cổ tiên đạo sẽ sinh ra nhiều biến hóa lớn. Thiên đạo nhân thất thanh nói: đây là nơi nào tới điển tịch? Ta làm sao không biết? Thời gian tuyến cái gì thời điểm thay đổi? Thiên đạo nhân sống yên biển lặng, trí tuệ vững vàng trí giả phong độ, bây giờ rốt cuộc duy trì không ngừng, thượng cổ mặt niên lúc, bởi vì thời gian trường hà chấn động, đông đảo bất hủ thiên tôn, tề tụ với thiên đình. Lúc trước nơi nào có cái gì nhất chiến, chỉ là đế thiên tự mình xem chừng thời gian tuyến, xác định tương lai có thể xuất hiện cường giả như vậy, nhất định là càng tiến một bước, có siêu thoát cơ duyên xuất hiện. Chẳng lẽ là mình nhiều năm như vậy ngủ say, vị với thế giới bên ngoài, cho nên chưa từng phát hiện thời gian tuyến xuất hiện biến hóa. Người tới này tự tương lai tuyệt thế cường giả, lại một lần nữa đi ngược dòng nước, cùng đế thiên phát sinh một trận tuyệt thế đại chiến. Mà đối phương mục đích, cũng không phải mình, chỉ là mình bị tai bay vạ gió. Thương Nguyên Đồng cũng kinh ngạc nói, ngươi sinh tại viễn cổ những năm cuối, thành đạo tại thượng cổ niên đại, cũng là thiên đình tiến tâm lừng lẫy thiên tôn, vậy mà không biết thượng cổ mạc niên một trận đại chiến. Trận chiến kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quan thiên đế miễn cưỡng đánh lui đối phương cái này không phải là thiên đế thực lực mạnh mà là bởi vì đối phương ngược dòng thời gian trường hà gánh vác một cái thế giới phản vệ thực lực không tại đỉnh phong lúc này mới bị thiên đế có cơ hội để lợi dụng được nhưng dù là như thế thiên đế cũng là bản thân bị trọng thương lúc này mới tại thượng cổ mạc niên mất tích đến mức thiên đình trong tương lai biến đổi lớn bên trong quần long vô thủ sau cùng đưa tới thượng cổ tiên đạo sụp đổ thiên đạo nhân phản bác nói không đúng đế thiên vẫn chưa cùng đối phương đại chiến đế thiên cũng chưa từng mất tích cho dù là đối phương có thể ngược dòng thời gian, tự tương lai buông xuống, nhưng cũng không thể thừa nhận thượng cổ tiên đạo sụp đổ nhân quả phản vệ. Thời gian tuyến chưa từng biến động, người quan sát điển tịch vẫn chưa là sách lịch sử, bất quá là một vị nào đó may mắn sống sót thượng cổ tiên nhân bỗng dưng phán đoán mà thôi. Thương Nguyên Đồng cười lạnh nói, tộc ta tổ tiên ghi chép, há có thể là giả. Không muốn may mắn, bây giờ ngươi đã thất bại. Có tuyệt thế cường giả như vậy, mặc cho ngươi trí tuệ như hải, tính toán không bỏ sót, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, khách thảy đều sẽ thành bọc nước. Đây chính là quay lại thời gian, muốn cùng đạo tổ nhất chiến tuyệt thế cường giả. Nhớ đến lúc trước đạo tổ có một câu, ta tại nhân gian đều vô địch, không cùng thiên chiến cùng người nào chiến, cho nên mới sẽ có tương lai địch đến. Bọn họ đều vô địch tại một thời đại, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được. Hắn vô địch tại tương lai, đạo tổ vô địch tại quá khứ, đây là tương lai cùng đi qua va chạm. Thiên đạo nhân táo bạo nói, không đúng. Toàn bộ không đúng tương lai không có khả năng có cường giả như vậy cái này tuyệt đối không phải bất hủ kim tiên có thể làm được sự tình cái này muốn là một tôn đại la kim tiên trực tiếp đi tìm đạo tổ là được dù sao hiện tại đạo tổ như thế nào ta không biết nhưng đi qua đạo tổ khẳng định không phải đại la kim tiên mà lại đối phương vậy mà muốn buông xuống đến thiên dông cung lấy đối phương cường đại ta bây giờ chưa từng khôi phục đỉnh phong đối phương muốn chiến thắng ta quá dễ dàng ra tay với ta có làm được cái gì cái này cùng lời của ngươi nói trước sau mâu thuẫn thương nguyên đồng cười lạnh nói cái này còn nhìn không ra, bây giờ tôn này tuyệt thế cường giả, quá khứ thân chính hôm đó dung trong cung, lần này hắn sắp thành lại bại, hoặc là xuất hiện còn lại tiếc núi, chết một tôn hảo hữu, cho nên hắn vô địch tại tương lai về sau, ngược dòng thời gian mà lên, không chỉ là muốn cùng đạo tổ nhất chiến, còn muốn đem đi qua tiếc núi toàn bộ đền bù. Thương nguyên đồng thở dài nói, ta tân tân khổ khổ một phen bố cục, sau cùng nghĩ không ra vậy mà thua ở tương lai. một kiếp này cho dù là vượt qua, có dạng này một tôn vô địch tại tương lai tuyệt thế cường giả thương tộc cũng vô pháp truyền thừa tiếp, tương lai vạn tộc khả năng nhất thống. Không, là tất nhiên nhất thống. Đáng tiếc không phải ta thương tộc. Thương Nguyên Đồng rất có tự mình hiểu lấy, muốn là đối phương quá khứ thân tại thiên dông cung bên trong, bây giờ thương tộc cũng chỉ có chính mình cùng Thương Nguyên Ly, các nàng đều đã trưởng thành, tương lai đã cố định, nhiều nhất đột phá đến bất hủ, tuyệt đối không có khả năng có lấy ngược dòng thời gian năng lực. Mà còn sót lại mọi người bên trong, Trúc Long khả năng cực lớn, mà yêu tộc ế minh cũng như thế, vị này thai nén 12 thái tuế, sinh mà cũng là thần ma, hai người đều là nắm giữ thời gian chi đạo cường giả. Còn lại cũng là đậu trường sinh. Đúng vậy, cũng là đậu trường sinh. Vị này cứ việc không hiểu thời gian chi đạo, có thể đậu trường sinh quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 50 tuổi, tuổi trẻ thì đại biểu cho tiềm lực, tiềm lực cũng là tương lai. Này ba cái, hy vọng lớn nhất. Thương Nguyên Đồng đưa tay tháo xuống càng không trạc, hai kiện tiên thiên thần binh, trực tiếp còn tại mặt đất phía trên, dưới một thắt quan mang lóe lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thương Nguyên Đồng lại tháng một tiếng nói, ta thật muốn tiếp tục sống, cũng muốn trở thành bất hủ. Có thể làm thương tộc. Lại nhiều không cam lòng, cũng phải nhịn. Thương tộc không chịu đựng nổi cùng tiền bối tốt kết sai lầm. Đáng tiếc, kết quả tốt nhất chưa từng xuất hiện, không có có tương trợ Thương Nguyên Ly chém giết tiền bối, nhờ vào đó tẩy thoát thương tộc tội danh, ta cả đời này, thật thất bại, thương tộc chưa từng hưng thịnh, ngược lại suy bại tại tay ta, chỉ có thể lựa chọn cái này kết quả xấu nhất. Thanh âm rơi xuống, Thương Nguyên Đồng một đôi mắt bên trong hào quang, đã dần dần biến mất sau cùng hóa thành con ngươi trống rỗng toàn thân trên dưới âm u đầy tử khí một đôi mắt lỗ trống lạnh lùng chỉ có đơn giản thần chí đã quỳ bái tại thiên đạo người trước trung thành tuyệt đối nói chủ nhân hết thảy biến hóa đều là tại trong điện quan hỏa thạch phát sinh tình cảnh này trực tiếp rung động đến thiên đạo nhân làm thiên đạo nhân kịp phản ứng xuất thủ lúc lại là đã chậm hết thảy đều trở thành kết cục đã định thiên đạo nhân dừng tay lại cánh tay nhìn lên trước mặt trung thành tuyệt đối thương nguyên đồng một đôi mắt hiện ra không hiểu dường như giống như là nhìn thấy một loại nào đó hồng hoang mảnh thú, không khỏi bắt đầu lui về phía sau. Tránh không kịp phía dưới, một cái lão đảo, kém một chút ngã nhào trên đất, nhưng ngay lúc này bị thương nguyên đồng duỗi ra tiểu ngắn tay nâng lên, thiên đạo nhân theo bản năng đẩy, đẩy ra thương nguyên đồng, chính mình bản thân đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Cái này sao có thể? Thương nguyên đồng vậy mà tự sát. Đây chính là nhất tộc chi chủ, đường đường một tôn tiên thiên thần ma. Đối phương đã phá vỡ một lần cực hạn, trở thành một tôn chí cường giả, cái này muốn là tại thượng của niên đại, lấy thương nguyên đồng thiên phú, có bảy thành tỷ lệ trở thành bất hủ kim tiên. Nhưng chính là người như vậy, vậy mà lại vì thương tộc lựa chọn tự sát. Cái này còn không phải đơn giản tự sát, là đem chính mình thần chí toàn bộ xóa đi, để cho mình đảm đương một tên khôi lỗi, trở thành địch nhân trung thành tuyệt đối cấp dưới, để cho địch nhân kinh nhận thân thể của mình. Thiên đạo nhân hiểu được, bây giờ chính mình một cái mệnh lệnh, mặc kệ là lại không hợp thói thường, hiện tại thương nguyên đồng đều sẽ chấp hành. Có thể đúng là như thế, thiên đạo nhân không nghĩ ra. Thượng cổ niên đại cũng có chủng tộc, nhưng yêu tộc vì lợi ích, lẫn nhau liều mạng, đội đấu chém giết máu chảy thành sông, đến mức mất đi bá chủ. Đến thượng cổ thời kỳ, chính mình vì tu hành, cũng là nhiều lần đối vũ tộc đồng bào ra tay, cái kia chém giết thần điểu thanh loan, tàn phá bừa bãi ở thiên địa lúc, giết hại phượng hoàng nhất tộc đồng bào nhiều vô số kể. Đồng bào cùng người xa lạ, cái này khác nhau ở chỗ nào? Căn bản không có khác nhau. Ngược lại bởi vì đều là cùng một tộc, biết chủng tộc của bọn họ thiên phú và nền tảng, giết càng thêm dễ dàng, có thể cướp đoạt bọn họ tư nguyên, tăng tốc chính mình trưởng thành. Ma đạo. Cái này hậu thế vậy mà toàn bộ đều nhập ma. Chủ nhân. Địch nhân buông xuống. Tự thời gian trường hà buông xuống, trước sau mấy hơi thở. Đây là đậu trường sinh lần thứ nhất không thuần thục kết quả, lần tiếp theo thì không cần nhiều thời gian như vậy, làm tương lai đậu thành công tự thời gian trường hà bên trong đi ra lúc. Trong tương lai đậu dưới ánh mắt, cái này một tòa thiên dông cung đã không có bí mật muốn là tại thượng của thời kỳ, cái này một tòa thiên dông cung có thể trở ngại một tôn bất hủ thần ma ánh mắt, nhưng hôm nay thiên dông cung khuyết thiếu đạo nguyên vận dưỡng, cho dù là thiên dông đạo nhân cực lực chữa trị, có thể liền phá vỡ thời kỳ một nửa đều không có. Liếc một chút rõ ràng đã nhìn thấy dông đạo nhân, nhìn thấy từng tôn đến đây vạn tộc thần ma. Cũng nhìn thấy đại bộ phận vạn tộc thần ma, đều đã thành thành thật thật tại nguyên chỗ bất động, mặc cho dông đạo nhân giảng thuật thượng cổ bí mật, đã thành công bị dông đạo nhân dùng hoa ngôn xảo ngữ cho lừa dối ở chỉ có chút ít mấy người vẫn còn tiếp tục hướng về thiên dông cung chỗ sâu phóng đi, trong này thứ nhất cấp bách cũng là thương nguyên ly, vị này cầm trong tay càng không xích, hoàn toàn là không tiếc hết thảy, căn bản không thèm để ý tiêu hao, sẽ hay không đối bản nguyên tạo thành tổn hại. Chánh thức thu hoạch được bất hủ chiến lực về sau, mới có thể phát hiện chỉ là có bất hủ thần binh, dạng này bất hủ chiến lực rất yếu. Đây cũng là phân đủ loại khác biệt. Như lúc này thương nguyên ly, chỉ là miễn cưỡng sử dụng bất hủ thần binh, đây là yếu nhất bất hủ chiến lực. Hoàn toàn có thể chia làm cấp độ bất hủ chiến lực sơ kỳ như loại này miễn cưỡng sử dụng bất hủ thần binh bất hủ chiến lực trung kỳ thời gian dài sử dụng bất hủ thần binh đối bất hủ thần binh khống chế tự nhiên bất hủ chiến lực hậu kỳ đây chính là vận dụng đỉnh phong tạo cực tầng thứ nhất định phải huyết mạch cùng tính cách phù hợp đây cũng là khoảng cách thiên tôn tiếp cận nhất cái này một cái cấp độ kỳ thực sử dụng thần binh cũng được chấp trưởng thần binh lấy được thần ma chiến lực cùng tránh thức thần ma trên lệch có một ít chỉ là bất hủ tầng thứ kém càng lớn cái này nhìn như là thiên tôn hạ ba loại cảnh giới nhưng kỳ thực mỗi một cảnh giới đều áp đảo tiên thiên phía trên. Cái này nhìn như ba cái cảnh giới, kỳ thực không có quá lớn chênh lệch, hậu kỳ có thể đánh bại sơ kỳ, nhưng là không cách nào giết chết sơ kỳ. Chỉ có đến thiên tôn, cái này chân chính bất hủ thần ma, mới có thể có giết chết sơ kỳ năng lực. Muốn là đối bất hủ thần binh vận dụng đỉnh phong tạo cực, thiên tôn muốn giết cũng là rất khó, trừ phi là tự chiến không lùi, hoặc là bị khắc chế. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía thương nguyên ly, thương nguyên ly cũng có chỗ cảm giác, hướng về đậu trường sinh phương hướng nhìn thoáng qua đậu trường sinh dời ánh mắt nhìn về phía thiên dông cung chỗ sâu nhất vị trí có thể rõ ràng trông thấy thiên đạo nhân cũng nhìn thấy thương nguyên đồng thương nguyên đồng tình huống cũng thấy rõ ràng đáng thương thương nguyên đồng đường đường nhất tộc chi chủ vậy mà trầm luân đến tận đây bị thượng cổ thiên tôn đùa bẩn trong lòng bàn tay sau cùng liền chết đều không chết được mà chính là xóa đi thần chí trở thành thượng cổ thiên tôn đồ chơi sau khi chết còn muốn cho thượng cổ thiên tôn làm nô bộc bị thượng cổ thiên tôn chi phối trách không được thương nguyên đồng mất trí, đã điên cuồng điên, nguyên lai đều là nhận lấy thượng cổ thiên tôn ảnh hưởng, bị hắn hữu thực thần chí, mới có thể làm xuống dạng này không không ngoan sự tình. Đậu trường sinh ngừng chân một cái hô hấp, đem cục thế đều nhìn rõ ràng sau. Bước ra một bước, vĩ ngạn thân thế đứng sừng sững ở giữa thiên địa, giống như chống lên trời địa bàn cổ. Đỉnh đầu trời, chân đạp đất. Đây không phải miêu tả từ, mà là tình huống thật. Thiên dông cung ở vào hỗn độn, không phải thật sự ở vào hỗn độn, dạng này thiên dông cung cũng gánh không được hỗn độn xâm nhập, mà chính là nơi này mở ra một phương thế giới, thiên dông cung vị tại thế giới bên trong. Pháp tướng thiên địa dưới, tương lai đậu giống như thế giới lớn nhỏ. Đại khí bàn bạc thiên dông cung, dường như như là trong tay đồ chơi một dạng. Đậu trường sinh đưa tay ở giữa, một ngón tay chậm rãi hướng về phía trước, thiên dông cung như là hạt cát chồng chất mà thành pháo đài, nhẹ nhàng đụng một cái, liền trực tiếp xóa đi một bộ phận. Đây là bình thường thị giác, muốn là đổi thành thiên dông cung thị giác có thể rõ ràng trông thấy một cái thiên trụ rơi xuống còn quấn thời gian chi lực tại trùng trùng điệp điệp thời gian chi lực cọ rửa phía dưới thiên dông cung không thể phá vỡ thần binh sắc cùng tiên kim giờ phút này còn như là đậu hũ yếu ớt trong nháy mắt liền đã phá tan đến giống như là tường da một dạng không ngừng rơi xuống vốn là khuyết thiếu bảo dưỡng liền đã ở vào vỡ vụn biên giới tại bị thời gian xông lên lập tức thì hỏng mất nhưng tình cảnh này bây giờ ở vào thiên dông cung bên trong đông đảo tiên thiên thần ma không biết được dưới cái nhìn của bọn họ vị này ngược dòng thời gian mà đến tuyệt thế cường giả còn chưa từng tự mình xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, thượng cổ thời đại, đại danh đỉnh đỉnh 36 thiên cung, thiên dông cung liền đã phá nát, vậy mà sao đậu hũ còn muốn yếu ớt. Nguyên một đám cũng không đi quan tâm cái gì thượng cổ bí mật, trực tiếp bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn chạy trốn. Nguyên một đám thủ đoạn bảo mệnh không yếu, đương nhiên đây cũng là đến từ tương lai tuyệt thế cường giả không quan tâm bọn hắn kết quả. Tại tầm mắt của bọn họ phía dưới, liền có thể trông thấy thiên trụ lần thứ nhất xóa đi thiên dông cung một bộ phận, lần thứ hai cái kia đại danh đỉnh đỉnh trong đạo nhân, thiên đạo nhân, giống như là con rùi một dạng, trong nháy mắt liền đã bị đè chết. Bị bọn họ cho rằng có thể uy hiếp vạn tộc đại địch, hiện nay cứ như vậy bị bẻ gãy nghiền nát nghiền chết rồi. Tình cảnh này phản phất là mộng huyễn, Giống như là nằm mơ. Thật sự là quá không chân thật. Cho người ta một loại giả, vô cùng giả ấn tượng. Vị này thượng cổ thiên tôn liền xem như không địch lại, ít nhất cũng phải nhất chiến A, làm sao cũng muốn phản kháng một hai, sau cùng mới bại vong dạng này bẻ gãy nghiền nát nghiền chết rồi. Trực tiếp đem bọn hắn làm mộng. Chương 848, Thượng Cổ Thiên Tôn, đầu đậu lớn ta lão bất lực. Thần bí không gian. Một tôn vĩ ngạn thân thế, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Viên mãn ánh sáng, chiếu khắp hư không. Một tòa đại khí bàn bạc treo ngược sơn phong, lại là chính vị tại già thiên tế nhật lòng bàn tay bên trong. Bàn tay khổng lồ phía trên, có thể rõ ràng trông thấy lưới pháp luật xen lẫn, quy tắc hiển hóa, thời gian chi lực vần quanh, giống như một dòng nước, không ngừng trên dưới tung bay, hùng vĩ treo ngược sơn phong, mãnh liệt lưu quan hỏa diễn bốn phía dân trào, nương theo lấy lấy tầng tầng gợn sóng một vòng một vòng hướng về bốn phương tám hướng dập dần, nhìn qua lộng lẫy. Giống như nghiền ép con rùi đồng dạng, một ngón tay rơi xuống. Một đạo dồi dào lực lượng phun ra ngoài, một đôi tràn ngập quan huy con ngươi, ở trên cao nhìn xuống rõ ràng nhìn chăm chú đến, thương nguyên đồng ầm vang ở giữa bạo phát, một tôn trí cường giả toàn lực bạo phát, hoàn toàn là liều lĩnh. Tinh huyết, huyết nhục, nguyên linh hết thảy hết thảy, toàn bộ đều là bạo phát đốt cháy lương củi. Thương Nguyên đồng dốc hết tất cả, vận dụng bí pháp nào đó, không ngừng kéo lên lấy bản thân thực lực. Đây là một loại cực điểm thăng hoa, đốt cháy bản thân, đổi lấy cường đại chiến lực. Phun ra ngoài quang mang, sáng chói như là thiên trụ, dường như xuyên qua thế giới ánh sáng, lại như chém phá thế giới chi kiếm. Thương Nguyên đồng hy sinh hết thảy, đổi lấy nhất kích chi lực. Một kích này, cường đại đến thật không thể tin. Đã vượt ra khỏi chí cường giả, chính đang không ngừng bắt đầu hướng về bất hủ trùng kích một kích này. Chỉ là bằng vào bản thân chi lực. Muốn đánh tan không khó, nhưng tuyệt đối làm không được nghiền ép. Thương Nguyên Đồng là nhất tộc chi chủ, một thân tích lũy vì sự hùng hậu, đây cũng không phải là phổ thông chí cường giả có thể so sánh. Cực điểm thăng hoa phía dưới, một kích này đã tuyệt đối có bất hủ chiến lực sơ kỳ trình độ. Cái này có lấy chém giết tiên thiên thần ma thực lực, đổi thành còn lại chí cường giả, muốn là bất ngờ không đề phòng, như vậy cũng có thể bị một kích này chém giết. Tương lai đậu mặc dù là một cái bạch bản, chỉ có tại thế cẩu thần thiên phú có thể cũng không phải bạch bản bởi vì tương lai đậu ngược dòng thời gian vượt qua thời gian trường hà cái này một loại đặc hiệu rất lợi hại cái này cũng tạo thành tương lai đậu bản thân phía trên vẫn chưa là đương đại người mà là tới từ tương lai cho nên thời gian trường hà một mực vần quanh trong tương lai đậu tả hữu trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập thời gian chi lực cho nên đây không phải thuần túy bạch bản mà chính là có lấy thời gian chi lực hô hấp ở giữa vốn là đã rơi xuống xóa đi thiên dong cung một bộ phận ngón tay một lần nữa dâng lên, nhưng chợt trung động động một cái, liền đã đứng im bất động, mặt khác một ngón tay rơi xuống. Trên ngón tay một dọc tiếp lấy một dọc thời gian chi lực nhỏ xuống, liên miên thành tuyến, dường như giống như một đầu thời gian trường hà. Thương nguyên đồng cực điểm thăng hoa quang mang, đã cùng thời gian trường hà chính diện đánh vào nhau. Trùng điệp quang ảnh không ngừng hiện ra, tầm mắt đã mông lung, không người có thể thấy rõ ràng, tại cái này trùng điệp quang ảnh phía dưới, thương nguyên đồng cực điểm thăng hoa trạng thái, chính đang không ngừng quay lại, trong chốc lát đã khôi phục được cực điểm thăng hoa trước ngón tay trắng nõn giống như nghiêng về thiên trụ mang theo không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn chính diện nghiền ép xuống dường như giống như là nghiền chết một con ruồi đồng dạng thương nguyên đồng huyết nhục trong nháy mắt bị nghiền ép trở thành một bãi bùn nhão cùng lúc đó nguyên linh cũng bị nghiền nát vị này chấp chưởng đại tộc giữa thiên địa tôn quý nhất nhân vật chết rồi đây là triệt triệt để để chết đi không có bất kỳ cái gì khôi phục khả năng tiên thiên thần ma giết chết thần ma thần ma có thể mượn lấy chết thay bảo vật phục sinh nhưng bất hủ thần ma giết thấp cảnh giới bọn họ muốn bất tử nhất định phải có lấy bất tử ba phù bên trong kim tiên bất tử phù dạng này bất hủ chi vật chính là cực kỳ vật trân quý thượng cổ thời đại cho dù là bất hủ kim tiên đều không nhất định có địa tiên hoàng dương phù bất hủ kim tiên liền có thể vẽ ra nhưng kim tiên bất tử phù muốn viết một chương thật sự là quá khó khăn trong thiên hạ chỉ có phù lục nhất đạo người khai sáng phù tổ mới có thể vẽ ra những người khác muốn vẽ ra thất bại tỷ lệ quá lớn bất hủ đây là hoàn toàn cảnh giới khác nhau vượt qua tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Sinh tử bộ bên trong xóa tên, trường sinh cửu thị. Thời gian chi lực phía dưới, thương nguyên đồng khôi phục cực điểm thăng hoa trước, ở vào không có lúc bộc phát, mà lại bản thân bị trọng thương, trong tương lai đậu thiên tôn chiến lực phía dưới, trong nháy mắt bị nghiền ép. Mà người ở bên ngoài trong tầm mắt, cũng là thương nguyên đồng cực điểm thăng hoa, sau đó bị bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Đây là phi thường chấn hám nhân tâm một màn. Như thương nguyên đồng dạng này nhất tộc chi chủ, tùy tiện thì bị giết chết rơi hạ thủ chỉ vẫn chưa đình chỉ động tác cuốn lên ở giữa thương nguyên đồng di vật đã biến mất không thấy gì nữa đã bị người nào đó thu lại như là thiên trụ ngón tay ầm vang ở giữa rơi xuống lực lượng cùng bạo tại thiên dông cung trung ương rơi xuống ngón tay có thể rõ ràng cảm nhận được một chút xuất hiện một số lực cản nhưng sau một khắc lực cản liền đã biến mất lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi xâm nhập thiên dông cung giống như một thanh sắc bén thiên địa lưỡi dao sắc bén dưới một đao chém phá hỗn độn khai thiên tích địa thiên dông cung sụp đổ vô tận đá vụn cùng tinh kim giống như bùng nói đồng dạng không ngừng rơi xuống một tòa treo ngược sơn phong trong nháy mắt một phân thành hai sau đó lại không ngừng phân liệt tứ phân ngũ liệt thiên dông cung dường như giống như là phá nát sao băng vô số toái phiến ầm vang ở giữa vạch phá bầu trời hướng về bốn phương tám hướng tật bắn đi đậu trường sinh một đôi tràn ngập quan huy con ngươi giống như thời gian trường hà chảy xuôi nổi lên lưu ly thải quan ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên thiên dông cung trong đó một chỗ lớn hơn toái phiến một tay nâng lên thiên dung cung to lớn bàn tay giờ phút này bắt đầu chậm rãi khép lại. Lần lượt từng bóng người, bắt đầu không ngừng phá diệt. Nhất lên cùng phong, bao phủ thiên địa, vĩ diệt chi lực tàn phá bừa bãi, sau cùng hết thảy đều tại phá diệt. Thiên đạo nhân, dông đạo nhân. Cái này thiên dông đạo nhân hóa thân, ào ào không ngừng biến mất. Thiên dông cung giống như đồ chơi đồng dạng, bị đậu trường sinh tùy tiện xóa đi. Giữa thiên địa ngược lại chỗ đều là đổ nát thê lương, dường như như nói trước đây không lâu, có một tòa hùng vĩ thiên cung khỏe mạnh. Vô địch cái này là vô địch chân chính. Tràng ngập quan huy con ngươi, không ngừng nhìn chung quanh tứ phương, nổi lên một tia băng lãnh. Bây giờ chiếm cứ tại nơi này vạn tộc thành viên số lượng cũng không ít, muốn là cùng một chỗ chôn vùi, cái này là một chuyện tốt. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên sáng chói màu vàng kim cầu vòng phía trên, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, bất hủ thần binh, độ thế kim kiều. Nhất là đứng tại cầu vòng phía trên thương nguyên ly, ngũ hỏa ngân phượng giáp tràn ngập hỏa diễm, hắn trên cổ tay lộ ra vòng tay, cái kia màu tím cùng màu xanh vòng tay, để lộ ra khí tức, cùng tay cầm càng không xích giống nhau. Bất hủ thần binh, càng không xích. Món này bất hủ thần binh tại thương nguyên ly trong tay, quy lực của nó đã tăng lên. Trước đây không lâu thương nguyên ly, chỉ là miễn cưỡng sử dụng càng không xích, ước chừng có lấy bất hủ chiến lực sơ kỳ thực lực, hiện nay đã đến thuần thuộc sử dụng cấp độ, đây là bất hủ chiến lực trung kỳ. Mà lại sáng chói cầu vòng phía trên, từng tôn tiên thiên thần ma, bọn họ bắt đầu liên hợp cùng một chỗ, độ thế kim kiều khí tức không ngừng kéo lên, hai kiện bất hủ thần binh đã liên hợp lại cùng nhau thượng cổ thiên tôn không để cho đoàn bọn hắn kết nhất trí nhưng mình để bọn hắn đoàn kết lại chiến thắng bọn họ không phải việc khó nhưng phải tốn phí chút sức lực muốn là chỉ có bọn hắn mà nói ngược lại là có thể làm nhưng so sánh với chánh thức thu hoạch mà nói bọn họ thì không quá đáng giá so sánh với cái này có sức đánh một trận các tộc liên quân đậu trường sinh càng thêm có khuynh hướng đánh chó mù đường thượng cổ thiên tôn càng thêm dễ khi dễ bất luận là thiên đạo nhân vẫn là dông đạo nhân cái này bất quá đều là thiên dông đạo nhân hóa thân đáng tiếc cái này thiên dông cung đậu trường sinh trong lòng thở dài một tiếng không chút kiên kỵ xuất thủ trực tiếp đem thiên dông cung cho xé rách hóa thành đổ nát thê lương đây không phải đậu trường sinh lỗ mãn mà chính là cố ý gây nên bây giờ dạng này một tôn tuyệt thế cường giả muốn là đối thiên dông cung ra tay đem thiên dông cung xem như chiến lợi phẩm thật sự là ảnh hưởng bức cách cái này cũng không chỉ là mặt mũi bức cách rất có tác dụng hiện nay nương tựa theo cái này vô địch bức cách đủ để chấn nhiếp vạn tộc nhưng muốn là tham lam chiến lợi phẩm rất dễ dàng để vạn tộc thành viên nhờ vào đó thăm dò đến cùng tỉ mỹ. Một cái liền thượng của thiên cung đều để ý bất hủ cường giả, cái kia lại có thể mạnh đến mức nào. Khả năng bọn họ thì sẽ không như thế đàng hoàng, mà chính là xuất thủ thăm dò. Cho nên thiên dông cung tứ vân ngũ liệt về sau, lớn nhất quái phiến đều rơi vào chân thân chỗ đó. Cái này một tòa thiên dông cung, nhìn như giá trị rất lớn, nhưng khi tùy tiện bị phá hủy, liền đã chứng minh cái này thiên dông cung đã là hào nhoáng bên ngoài, đi qua thời gian rất dài hữu hóa không còn có đạo nguyên cùng còn lại tư nguyên vận dưỡng, thiên dông cung giá trị cực lớn biên độ hạ xuống. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, loại này bất hủ kim tiên đạo trường, khả năng che giấu bất hủ kim tiên phục sinh thủ đoạn. Khả năng này là một cái tai họa ngầm, trực tiếp đánh nát rơi, mặc kệ có dấu giếm thủ đoạn gì, đều muốn bị phá hư bảy tám phần, các tộc đều là thu hoạch được một bộ phận, dạng này lẫn nhau không cùng một chỗ, tất cả mưu đồ cùng tính kế, đều muốn hết thảy tan thành bọc nước. Tương lai đậu ngừng chân một cái hô hấp, sau đó tương lai đậu vĩ ngạn thân thế, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái này một cái hô hấp, đang lặng lẽ không phát ra hơi thở bên trong, Long Môn đã đã rơi vào tương lai đậu trong tay. Tỷ nhạn thân thế chậm rãi tiêu tán, thời gian chi lực bắt đầu bạo động, giữa thiên địa hóa thành một đầu thời gian trường hà. Độ thế kim kiều giống như cầu hình vòng đồng dạng, đứng ở thời gian trường hà phía trên. Tràn ngập kim quang ống ánh, chiếu rọi bốn phương thiên địa, ngay tại trấn áp hư huyễn thời gian trường hà. Mượn nhờ cái này ba động khủng bố, Long Môn đã lập xuống, tương lai đậu đã biến mất không thấy gì nữa nương tựa theo thiên dông cung làm ván nhảy, thành công càng xâm nhập thêm hỗn độn, lại đi tới một chỗ không gian. Chỗ này không gian, giữa thiên địa vân khí bốc lên. Từng tia từng sợi vân khí, trải rộng ở giữa thiên địa mỗi một chỗ. Tương lai đậu buông xuống về sau, vân khí không ngừng phun trào, giống như cự xoáy nước lớn đồng dạng, bắt đầu điên cuồng cuốn lên, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy một tôn cự nhân, chính nằm ngang tại thế giới bên trong. Cự nhân không nhúc nhích, giống như một cổ thi thể. To lớn giống như ngàn trượng thi thể, vẫn chưa là huyết nhục cấu thành, mà chính là từ huyết nhục cùng vân khí, một số thân thể máu thịt tán loạn về sau, sẽ hóa thành mây khí tiêu tán, sau một khắc vân khí không ngừng hội tụ, sau đó ngưng kết thành làm huyết nhục. Đây là một tôn nguyên tố cự nhân. Một đôi tràn ngập vô tận quan huy con ngươi, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không khỏi ngốc tiếp một cái hô hấp. Thảo! Thế này sao lại là cái gì vũ tộc? Cũng không phải cái gì thiên dông đạo nhân. Cái này lại là một tôn nguyên tố cự nhân, cái này rõ ràng là xuất thân từ cự nhân tộc là cự nhân tộc một tôn thiên tôn. Cách không được cái kia thiên dông cung đánh nát dễ dàng như vậy, vốn cho rằng là bởi vì dài dằn dặt thời gian một nát, bây giờ xem ra sợ là cái kia thiên dông cung từ đầu đến cuối đều là đồ giả mạo, cho nên mới rất dễ dàng vỡ vụn. Đủ loại ý nghĩ, không ngừng tràn ngập tại đậu trường sinh nội tâm. Không thể không nói, đây thật là một cái lão âm bức. Hoàn toàn cùng hắn to lớn thể phách không phù hợp. Ý nghĩ của đối phương, bây giờ đậu trường sinh cũng đại khái phán đoán ra. Bất luận là thiên đạo nhân, vẫn là dông đạo nhân, khả năng này không phải giả. Bọn họ tất cả trí nhớ, đều sẽ cho là mình là thiên dông đạo nhân một bộ phận. Bọn họ hết thảy cũng là vì thiên dông đạo nhân khôi phục làm chuẩn bị, kỳ thực đây chỉ là vu oan hãm hại một loại thủ đoạn. Đợi đến kéo ra bất hủ thời đại về sau, vị này nguyên tố cự nhân, liền có thể hoàn thành khôi phục. Cho dù là bất hủ thời đại không mở ra, trên diện rộng giảm bớt thời gian về sau, vị này nguyên tố cự nhân cũng có thể khôi phục đại bộ phận nguyên linh, đến lúc đó cũng không đang e sợ xông vào thiên dông cung bên trong ngoại lai giả. Đến lúc đó đối phương tự sẽ ngụy trang trở thành thiên dông đạo nhân. Bất luận thành công thất bại, cục thế đều là tại đối phương trong khống chế. Chỉ là đối phương không có dự liệu được, vậy mà lại có một tôn chân chính thiên tôn chiến lực xuất hiện. Trực tiếp bẻ gãy nghiền nát quét ngang hết thảy, làm cho đối phương tính kế thất bại. Thật sự là đáng sợ nhân vật. Ánh mắt nhìn chăm chú lên nguyên tố cự nhân trên không. Cái kia điên cùng xoay tròn vân khí, giống như lớn nước xoáy, cũng như hắc động đồng dạng. Sau cùng hắc động bên trong nổi lên lộng lẫy, giống như một cái đứng lơ lửng cự nhãn, chính băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên tương lai đậu. Vân khí không ngừng cuồn cuộn, nằm ngang ngàn trượng cự nhân, thân thể máu thịt không ngừng tán loạn, hóa thành vân khí dâng lên, từng tia từng sợi vân khí xông vào trong con mắt lớn. Đậu Trường Sinh liếc một chút liền có thể nhìn ra, vị này thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh, hiện nay chính tại điên cuồng cướp đoạt chân thân lực lượng, bắt đầu tăng cường lấy bản thân thực lực. Cái này một loại phương thức, đã là không tiếc hết thảy, hoàn toàn là tại hư hao lấy chân thân căn cơ. Cùng thương nguyên đồng cực điểm thăng hoa phương thức cùng loại, đều vận dụng một loại nào đó như là thiên ma giải thể đại pháp, bí thuật, điên cùng tăng cường chiến lực. Vị này thượng cổ thiên tôn cũng không có động tác khác, rất rõ ràng biết cục thế đến tận đây, nói còn lại hết thảy đã vô dụng. Song phương đã là không chết không thôi, chỉ có chiến đấu. Hiện đang theo đuổi sống sót, cho dù là tàn phế, cái này cũng được, chỉ phải sống sót thì có hy vọng, có vô hạn tương lai, cái này một phần quả quyết rõ hiện ra đối phương phong thái tới. Đậu trường sinh thờ ơ, mặc cho đối phương động tác. Bất hủ thời đại không mở ra, đối phương chỉ có thể khôi phục một bộ phận nguyên linh, cho dù là vận dụng hết thảy thủ đoạn, cũng căn bản là không có cách phát huy ra thiên tôn chiến lực tới. Khi dễ thì là đối phương lão bất lực. Nhìn đối phương khí tức không ngừng kéo lên, thực lực dần dần tăng cường. Đã cảm giác được hỏa hầu không sai biệt lắm, đậu trường sinh chủ động mở miệng nói, đã là cực hạn sao. Cái này liền là của ngươi thực lực. Quá yếu. Ngay cả ta 10% đều không có. Nói ra tên của ngươi. Ngươi là chết ở dưới tay ta thứ nhất bất hủ kim tiên. Đáng giá ta nhớ kỹ ngươi tên. Nguyên tố cự nhân mới có động tác, đậu trường sinh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Được rồi. Người chết không xứng để cho ta ghi khắc. Đậu trường sinh bước về phía trước một bước, quần áo không gió vù vù rung rung, ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói, giết ngươi. Chỉ cần một chiêu. Chấn động thế giới thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa ta tại nhân gian đều vô địch, không cùng thiên chiến cùng người nào chiến. Chương 849, ta chết đi, liền có thể vui sách bất hủ thi thể một bộ. Ẩn chứa vô cùng vân khí rung rẩy không nghĩ. Nương theo lấy to lớn con ngươi hoàn toàn mở ra, một đạo hào quang sáng chói bạo phát. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Quang mang còn cuốn vân khí, giống như từng đạo từng đạo thiên đạo phù lục, liên tiếp, không ngừng hiển hiện ra. Từng đạo từng đạo thiên đạo phù lục kết nối cùng một chỗ, giống như là một đầu thần liên, giữa lẫn nhau đụng vào nhau, ma sát ra rực rỡ tia lửa. Đại diệt tuyệt vân quang. Đây là một môn sát phạt chi thuật. Chính là từ cửu môn tiên pháp tạo thành, bất luận cái gì một môn tiên pháp, đều có thể diễn hóa thành một bộ phương pháp tu hành, hóa thành một tông truyền thừa. Toàn bộ đều là nhất đẳng tiên thuật, đủ để khai tông lập phái. Cửu môn tiên thuật hợp nhất, đại diệt tuyệt vân quang, đây là một môn danh chấn thượng của thời đại sát phạt chi thuật, không biết giết hại bao nhiêu tiên thần, thời gian qua đi vạn cổ về sau, cái môn này sát phạt chi thuật lại một lần nữa xuất hiện. Vĩ ngạn thân thế, sau lưng quang mang chiếu sáng thiên địa, thời gian trường hà giống như thời gian chi long, còn cuốn vĩ ngạn thân thế không ngừng thượng hạ du đi. Một đạo ánh sáng chói lóa, trong nháy mắt đã tới đến trước mặt. Đậu trường sinh miệng há mở, một miệng thôn vệ xuống quang mang. Đại diệt tuyệt chi lực, dường như diệt thế dòng nước lũ đồng dạng, tự đậu trường sinh thể nội bắt đầu nổ tung. Liên tục không ngừng bạo phát lực lượng, không ngừng phá hủy lấy đậu trường sinh sinh cơ, thân thể máu thịt, nguyên linh, phản phất muốn ăn mòn hết thảy, cứ thế mà muốn đem đậu trường sinh tự giữa thiên địa xóa đi bất tử chi khu bắt đầu phát huy hiệu quả bị thương thế chính tại điên cuồng khôi phục đạo này công kích quy lực phi thường cường đại cho dù là bằng vào giờ phút này thiên tôn chiến lực y nguyên thụ thương đương nhiên cái này cũng cùng đậu trường sinh chọn lựa phương thức có quan hệ vậy mà sinh sinh nuốt vào cái này đại diệt tuyệt vân quan chính là lấy yếu ớt nhất vị trí lấy mình sở đoạn, đánh địch sở trưởng tổng kết lại thì hai chữ lãng bất quá Đậu Trường Sinh cũng có lãng tư bản. Cửu chuyển thần long đang hiệu quả, đó là không thể nghịch. Mà cái mạng này đã ném ra, cho nên nhất định phải chết. Mà cái này tương lai Đậu tánh mạng là cùng Đậu Trường Sinh chân thân cùng một nhịp thở. Song phương dùng đều là cùng một cái mệnh, đây cũng là một cái buJ tương lai Đậu muốn là chết một lần, lấy bây giờ võ đạo nhất phẩm phục sinh tu vi giá trị, là muốn 20 vạn tu vi giá trị một cái mạng. Có thể nói là giá rẻ. Đây cũng là tương lai Đậu chỗ cường đại nhìn như là bạch bản, có thể kỳ thực phục sinh tiêu hao tiểu, có thời gian chi lực. Cái này điệt chung vào một chỗ, liền để tương lai đậu kinh khủng. Có dạng này lực lượng, đậu trường sinh tự nhiên thông dong lên, làm xuống để thượng cổ thiên tôn rung động một sinh sự tình. Miệng không ngừng nhúc nhích, dường như đem đại diệt tuyệt vân quan xem như đồ ăn, ngay tại bắt đầu nhai, sau cùng làm ra nuốt động tác. Thể nội đã thụ thương, có thể bề ngoài không lộ mảy may, hết thảy đều hiển hiện phong kinh vân đạm. Thoáng một cái đem bức cách kéo lên. Thượng cổ tiên thuật, bởi vì vì thiên địa tàn khuyết, cho dù là ở thế giới bên ngoài, có thể bởi vì các ngươi một phương thế giới này khai mở pháp, nguồn gốc từ tại đại thiên thế giới bên trong, cho nên y nguyên bị ảnh hưởng, uy lực hạ xuống lợi hại. Muốn là ở vào đỉnh phong liền tốt, bây giờ vị đạo kém một chút. Lại bước ra một bước, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cự nhãn, bình thản âm thanh vang lên, cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không còn dùng được. Không cách nào lấy lòng ta. Làm đồ bỏ đi, thì chết ở chỗ này đi. Cánh tay vung vẩy ở giữa, uy mãnh không đúc đáng sợ trùng kích nhất lên cuồng phong phun trào hư không bên trong phản phất có điện quang lan tràn ra hư không bắn ra đây là thuần túy lực lượng không có bất kỳ cái gì chiêu thức thật đơn giản một quyền vung vẩy nương tựa theo mạnh mẽ đến cực hạn thể phách đây chính là hung mạnh nhất công kích lực lượng cuồng bạo không ngừng bạo phát thế giới cũng vì đó rung chuyển bốn phương thiên địa bắt đầu rạn nứt ra như là tơ nhện lưới đồng dạng dường như sau một khắc thế giới không chịu nổi cuồng bạo khí lãng muốn tứ phân ngũ liệt sụp đổ cái này giống như sao băng một quyền nối liền trời đất hắn mục tiêu vậy mà không phải đứng ở hư không phía trên mây khí vần quanh giống như thần thánh cự nhãn mà chính là phía dưới cái kia nằm ngang ngàn trượng cự nhân hô hào thứ nhất bá khí lời nói hắn công kích lại là phi thường đàng hoàng cái này cự nhãn chính là bộ phận nguyên linh biến thành rất rõ ràng có ý chí mà phía dưới cái kia nguyên tố cự nhân lại là như là tử thi đồng dạng cho dù là sống chết trước mắt cũng là không thể khôi phục đây là bởi vì thiên địa áp chế hiện nay thời đại bất hủ không còn. Cái này tương lai đậu chính là trường hợp đặc biệt, dù là như thế cũng không tồn tại ở đương đại, mà chính là cuốn quanh lấy thời gian chi lực, là tới từ tương lai. Ngươi. Một tiếng tức giận gào thét vang vọng cửu thiên. Một chữ phun ra, cái này cự nhãn không ngờ tới, đối diện bức cách mười phần, nói vô địch, vậy mà làm xuống như thế ti tiện sự tình. Trong dự đoán cùng mình một quyết sinh tử tình huống, căn bản không có xuất hiện, đối phương lấy đường đường thiên tôn thực lực, vậy mà đi đánh lén trong ngủ mê không cách nào khôi phục chân thân, cái này là bực nào bị ổi vô sĩ. Cự nhãn tuy nhiên chưa từng có miệng, nhưng hư không cộng hưởng, y nguyên biểu đạt ra tức giận quát lớn âm thanh. Nhưng mới phun ra một chữ, liền bị càng thêm âm thanh vang dội bao trùm, giết ngươi một chiêu. Liền sẽ không có chiêu thứ hai. Vô cùng một quyền, nhấc lên cuồng cuộn khí lãng, đã đánh vào nguyên tố cự nhân phía trên. Trong hư không nhất đạo bình chứng hiện ra, từ vân khí hóa thành cự thuẫn, kháng trụ trùng trùng điệp điệp khí lãng trùng kích, võ đạo ý chí hội tụ ở một quyền phía trên, một quyền này ẩn chứa thẳng tiếng không lùi võ đạo ý chí. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Giữa thiên địa bạo phát đại bạo tạc. để gãy nghiền nát một quyền, trong nháy mắt quanh phá bình chướng. Một quyền chính đánh vào nguyên tố cự nhân trên lồng ngực, một quyền quán xuyên nguyên tố cự nhân. Vô tận vân khí không ngừng tán loạn, sau một khắc bắt đầu từng khúc phai mờ, trong nháy mắt nguyên tố cự nhân lồng ngực đã biến mất đại bộ phận, ngàn trượng to lớn thân thể đã tại lồng ngực vị trí Đức gãy ra. Nửa người trên là bả vai bổ sung lấy hai tay cùng đầu, nửa người dưới là bụng cùng hai chân đã nhận lấy cái này một loại thương thế cái này nguyên tố cự nhân cũng chưa từng trước tiên chết đi đứng ở trên không cự nhãn tứ phương vần quanh vân khí bắt đầu không ngừng dương nanh múa vuốt con mắt thật to ảo tưởng lên tiêu tan giống như là chính đang không ngừng lấp lóe đèn điện đang ở vào không ổn định trong trạng thái một quyền hai quyền ba quyền nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn vang vọng cử thiên tiếng oanh minh tuần tự không ngừng bắt đầu vang lên nguyên tố cự nhân to lớn thể phách cứ thế mà bị đậu trường sinh toàn bộ đánh thành phấn vụn. Giữa thiên địa vân khí không ngừng tiêu tán, con mắt thật to đã như là bọc nước, ở vào hư huyễn bên trong, đã không còn thực thể. Cự nhãn nhìn chầm chầm đậu trường sinh, lộ ra phẫn hận chi sắc, bé nhọn thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, bị ổi. Ngươi đây cũng không phải là một chiêu. Đậu trường sinh lắng nghe cái này tức hỗn hển, cũng là nguyên tố cự nhân sau cùng di ngôn. Lạnh nhạt mở miệng nói, ta cuộc đời giết người, không cần chiêu thứ hai, nhưng sẽ dùng chiêu thứ ba, chiêu thứ tư đây là ngươi nghĩ xấu vốn đang có thể kiên trì một hồi cự nhãn trực tiếp bị tức nổ tung dường như pháo hoa đồng dạng tự giữa không trung nổ tung lưu lại hào quang sáng chói hướng về bốn phương tám hướng quét tán đậu trường sinh lắc một cái áo bào lãng làm sao có thể đây hết thảy đều là tính kế trước cho người ta lỗ mãn vô địch tư thái cứ thế mà thông vệ công kích đến đóng lấy đối phương cho là mình sẽ cùng hắn liều mạng kỳ thực đây đều là giả thoáng một chiêu vì trực tiếp công kích đối phương chân thân làm chuẩn bị đây rốt cuộc là một tôn bất hủ kim tiên, nào dám xem thường. Đúng, chính là như vậy. Đây cũng không phải là chính mình bởi vì công kích kia quá mạnh, cảm giác được khả năng xảy ra ngoài ý muốn mới đánh lén. Đưa tay một thanh hướng về rơi xuống một đạo quang mang, một phát bắt được về sau, cảm nhận được lòng bàn tay kịch liệt dãy dụa, dường như giống như là một cái cương châm, dãy dụa không ngừng ghim chính mình, đâm rách da thịt, dọc dọc máu tươi không ngừng tràn ra. Đậu Trường Sinh tính toán một chút thời gian, phát hiện còn thừa lại thời gian còn có hơn 100 cái hô hấp, biết thời gian khẩn cấp về sau, đậu trường sinh đã bắt đầu công việc lưu bù lên. Đưa tay tự trên cổ tay vạch một cái, một vết thương đã xuất hiện. Bất tử chi khu vẫn bắt đầu phát huy hiệu quả, vết thương khép lại một bộ phận, nhưng sau một khắc thì im bặt mà dừng. Bất tử chi khu vừa lực lượng đã bị cấm chỉ, mặc cho trên cổ tay máu tươi bắt đầu chảy ra tới. Long môn đã hiển hóa, Nguy Nga đứng sừng sững môn hộ, dường như đem một phương thế giới ngăn cách mở thành hai thế giới. Long môn tự mang một phương không gian, bây giờ vừa vặn là dùng đến thời điểm, long môn nội bộ một cái lớn chừng bàn tay màu xanh hồ lô, bây giờ đã trong nháy mắt xuất hiện, cái này một cái hồ lô phẩm cấp không phải quá cao, nhưng cũng là không thấp, chuyên môn dùng để tồn trữ dịch thể bảo vật. Trên cổ tay vết thương, chảy xuôi máu tươi, bắt đầu chảy vào đến màu xanh hồ lô bên trong. Đậu trường sinh hiện nay cách làm vô cùng đơn giản, tả hữu đều là tử vong, vì cái gì không đem tương lai đậu lưu lại. Đây chính là một tôn bất hủ thần ma. Huyết nhục chú binh, máu tươi vẽ bùa diệu dụng có thể nói là vô cùng. Trong thiên hạ chú tạo thần binh, không có lấy chính mình chú tạo thần binh, tới phù hợp. Thậm chí là tương lai sinh ra con nối giỏi, đây chính là đậu thị nhất tộc truyền thừa thần binh. Chỉ cần người mang đậu thị huyết mạch, món này thần binh liền có thể khôi phục đại bộ phận uy lực, nhân tộc hai trụ cột lớn, bọn họ cũng là nương tựa theo huyết mạch truyền thừa, hậu thế tử tôn có thể vận dụng tổ tiên bất hủ thần binh. Chỉ cần thành công chú tạo, đây chính là tự lập một trụ cột lớn. Cái này có thể so sánh cho tự vô mệnh chú tạo bất hủ thần binh tốt rất rất nhiều, cái kia một loại chế tạo bất hủ thần binh, tương lai trừ phi là tự vô mệnh một mực chấp chưởng, không phải vậy muốn là làm tự vô mệnh sau khi chết, muốn lần tiếp theo nhận chủ, có có thể chấp chưởng người quá khó khăn. Những phương pháp khác cũng có thể lấy huyết mạch truyền thừa, chỉ là cái này một loại phương pháp rất khó khăn, thành bản cũng quá cao. Như là Ngụy Vương báo tổ tiên, cũng là lấy chính mình huyết nhục làm cơ sở, chú tạo một kiện có thể để lại hậu thế tử tôn thần binh. Đậu Trường Sinh trước lấy máu còn lại không có ý định làm. Lấy máu cũng là làm một cái chuẩn bị nếm thử, sợ sau khi chết, thi thể sẽ biến mất không thấy gì nữa. Muốn là thi thể lưu lại cái kia bất việc, muốn là thi thể biến mất, huyết dịch tồn tại, lần tiếp theo thì lấy máu rút xương, đối với mình hung ác một số. Muốn là toàn bộ tiêu tán mất, coi như không có chuyện này. Đến cùng đối với mình không đủ hung ác, không dám lần thứ nhất thì tước thịt khoét xương. Thả một hồi huyết dịch về sau, đậu trường sinh cũng không có nhàn rỗi, cũng ngay tại tâm phân nhị dụng chính đang áp chế trong tay bắt lấy bảo bối, đây là một kiện bất hủ thần binh. Cái này một tôn thượng của thiên tôn, đến cùng chết hay không, đậu trường sinh cũng không có nắm chắc, dù sao đối phương không có lên bản thành làm hảo hữu, nhưng cho dù là đối phương chết rồi sống lại, có chết thay bảo vật, nhưng khẳng định cũng thua thiệt lớn. Bởi vì đối phương bất hủ thần binh, thành vì chiến lợi phẩm của mình. Món này bất hủ thần binh, là trong mắt bộ dáng đậu trường sinh áp chế xuống bất hủ thần binh sao động sau đó bắt đầu tự mình vận dụng thời gian chi lực đi xóa đi thượng cổ thiên tôn nguyên linh lạc ấn còn lại cũng không có nhàn rỗi tiếp tục bắt đầu thôi diễn tại thế cẩu thần tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó tại thế cẩu thần chính là một thân căn bản cơ hội như vậy kiếm không dễ đậu trường sinh không dám phân tâm cũng không biết bao lâu đi qua nương tựa theo tương lai đậu năng lực bắt đầu đem trước kia lấy được truyền thừa hiểu rõ sau cùng có thể rõ ràng trông thấy thiên phú một cột tại thế cẩu thần, màu cam. Vốn là màu tím, đã hoàn thành tấn thăng, trở thành màu cam. Cái này cũng biểu thị tại thế cẩu thần là tiên thiên tầng thứ thiên phú. Tại thế cẩu thần, cam chó có ba đầu mệnh, mèo có chín đầu mệnh, ngươi có sáu đầu mệnh. Chú thích, cái gì cũng không có, cũng là mệnh nhiều, hỏi lại. Thêm điểm thì khôi phục, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Chú thích, ngươi có thể sớm cố định một chỗ xem như phục sinh chi địa. Ổn. Đây chính là tiên thiên tầng thứ tại thế cẩu thần, Quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Mệnh nhiều, càng không dễ dàng chết rồi. Nhưng chánh thức đáng sợ là có thể sớm lựa chọn phục sinh điểm, mà lại cái này là có thể sửa đổi, làm phục khi còn sống, cũng là có thể lựa chọn tử vong chi địa hoặc là phục sinh điểm. Đây cũng chính là nói, chỉ cần tại nhân cảnh làm bên trong tuyển chọn một chỗ làm phục sinh điểm, liền có thể ra ngoài lãng, liền xem như xông vào địch nhân xào huyệt, chết sau cũng có thể tại nhân cảnh bên trong phục sinh. Nghĩ như vậy muốn bị giết chết, thật sự là quá khó khăn. Quả nhiên là cẩu thần thật sự là rất được này hai chữ tinh túy. Đậu trường sinh nội tâm tán thưởng một tiếng, quả nhiên là vô cùng ra sức, cũng không biết trời sinh chiến thần cùng và vô tướng chi phong tiến thêm một bước, đến cùng sẽ sinh ra hiệu quả gì tới. Bàn tay lớn vồ một cái, long môn nội bộ hiện ra một đạo ý chí, trong nháy mắt biến thành một vị đậu trường sinh. Tương lai đậu ngồi ngay ngắn xuống, bây giờ thời gian đã không nhiều lắm, đương nhiên sẽ không lựa chọn thời gian đến sau biến mất. Mà chính là bắt đầu chuẩn bị lên, chân thân chỗ đó cố ý trốn, sau đó trực tiếp tự sát đậu trường sinh sợ tương lai đậu tự sát này lại lãng phí một cái mạng chân thân còn sống chân thân phải chết một lần dạng này thì chết hai lần lãng phí hai mươi vạn tu vi đáng giá chết rồi sau đó lại còn sống cái kia một đạo ý chí hóa thân còn không đợi tiêu tán liền đã vững chắc lại bóng người bỗng nhiên nâng lên đầu hướng về phía trước tương lai đậu nhìn qua nhìn lấy tương lai đậu thi thể bắt đầu yên tĩnh cùng đợi ba cái hô hấp thời gian trôi qua ba cái hô hấp đảo mắt liền qua đậu trường sinh một đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên tương lai đậu thi thể. Một trái tim đã nhấc lên, thời khắc mấu chốt tới. Đã đến giờ, tương lai đậu thi thể giống như bọc nước đồng dạng, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tâm tích. Cái này khiến đậu trường sinh nhướng mày, quả nhiên là loại này thủ xảo chi pháp, thuần túy là mình cả nghĩ quá rồi, không khỏi duỗi tay cầm lên một bên màu xanh hồ lô, đậu trường sinh mở ra miệng hồ lô, vốn là đã không đáp lại hy vọng, nhưng cái này mở ra sau khi, lại là ánh mắt ngưng tụ. A cười lên ha hả. Đây là bất hủ chi huyết. Chật nụ cười im bạc mà dừng, nụ cười cứng nhắc ở. Hối hận A. À. Hận A. À. Không phải liền là tức thịt khoét xương sao? Đối với mình hung ác một số. Hiện tại thì có một cổ bất hủ thi thể. Cái này tính toán, chính mình tính gột cả hai phía thua lỗ hai cổ bất hủ thi thể. Thua thiệt T. Chương 850, Thượng cổ tiên đạo hủy diệt hung thủ. Kết thúc. Đậu trường sinh thần sắc tịch mịch. Cảm thụ được vật trong tay băng lãnh, lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều đưa tay nhìn trong tay món này bị phong ấn bất hủ thần binh, đây là lớn chừng quả đấm bảo châu. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện, đây là một con mắt. Nửa khép nửa mở, trong con mắt có vân khí không ngừng lưu động. Quang hoa nội liễm, khí tức đều không. Cái này giống như một hòn đá một dạng. Đậu trường sinh trong tay vừa đi vừa về vuốt vuốt, đối với món này bảo vật là yêu thích không buông tay. Hiện nay âm u đầy tử khí, là bởi vì bị phong ấn, sau đó phải mang theo mang rời đi, muốn là ở vào đỉnh phong trạng thái dưới, muốn bảo tồn tại Long Môn bên trong là có khó khăn. Long Môn phẩm cấp đến cùng thấp một số. Xem xét tỉ mỉ lấy cái này trong mắt, cái này đã giảm bớt đi tìm kiếm một tôn chú binh tông sư trùng luyện. Bởi vì đây là bất hữu thần binh. Đây không phải đậu trường sinh sưng hô sai, là vật này đã bị thượng cổ thiên tôn tự mình chuyển hóa. Bởi vậy có thể nhìn ra, chính mình trước kia phán đoán là chính xác, hiện nay không có cái gì tiên đạo cùng võ đạo chi tranh. Cái này một số thượng cổ lão gia hỏa, nguyên một đám mặt mũi đều không cao mắt nhìn lấy thiên địa đối tiên đạo chán ghét, nguyên một đám cũng bắt đầu nhảy xuống tiên đạo xe ngựa, bọn họ cái này dài dằng dặc trong ngủ mê, bộ phận thức tỉnh nguyên linh, đã chính đang vì bọn hắn ngồi lên võ đạo chiếc xe này đang cố gắng. Đậu trường sinh thu hồi bất hủ thần binh về sau, bắt đầu cẩn thận đối cái này một phương không gian bắt đầu điều tra một lần. Cái này một phương không gian lan tràn vân khí, từ khi nguyên tố cự nhân sau khi chết, đã tiêu tán không còn, cái này một phương không gian tìm kiếm một lần về sau, một kiện ngoại vật cũng không có, được xưng tụng là sạch sẽ chỉ có chỗ này không gian hơi có một chút kỳ dị nhưng chỗ này không gian vị tại hỗn độn bên trong chính mình không có năng lực di động đi rời đi chỗ này không gian ở vào hỗn độn bên trong chính mình căn bản không có biện pháp sinh tồn hỗn độn là sinh linh cấm khu có thể cũng nên thỏa mãn một kiện bất hủ thần binh bất hủ huyết dịch còn có trên trăm phần đạo nguyên chân thân nơi đó thiên dông cung mặc dù là hàng nhái nhưng cũng có một chút chân tài thực học thầm nghĩ lấy dông đạo nhân ngăn cản chính mình hái bản hiệu, sợ là cái kia giả thiên dông cung, làm giả đều tại cái kia cửa chính lên. Một câu ngược dòng thời gian, vượt qua thời gian trường hà tới đây tuyệt thế cường giả, âm thầm đem thương nguyên đồng trên trăm phần đạo nguyên thu lấy, đây là phi thường hạ giá sự tình, nhưng trên trăm phần đạo nguyên dụ hoặc quá lớn. Không thể không bốc lên một chút mạo hiểm, làm một chút rơi bức cách sự tình. Đậu trường sinh bắt đầu xem xét thương nguyên đồng tư tàng, đây là một cái trữ vật giới chỉ. Giới chỉ phản phất là thuần bạc chú tạo, là mảnh khảnh bạc chiếc nhẫn, nhìn qua cực kỳ mỹ quan. Nhưng đậu trường sinh sau khi tới tay, tra xét phong ấn phía trên, liền đã cảm thấy không đúng. Cái này phong ấn quá yếu. Trong này lưu trữ lấy thương nguyên đồng cả một đời tích lũy, đối với người tu hành mà nói, phần lớn người đi ra ngoài đều cơ bản mang theo toàn bộ gia tài, bọn họ đi tới chỗ nào, nơi đó chính là nhà. Trừ phi là có tình huống đặc biệt, che giấu tung tích, hoặc là đi địa phương cấm chế mang theo một thứ gì đó, mới có thể cất giữ trong địa phương khác đậu trường sinh trong lòng đã sinh ra dự cảm không tốt vốn cho là mình phá vỡ cái này phong ấn sẽ tiêu phí rất nhiều tay chân thậm chí là đạo này ý chí hóa thân căn bản làm không được phải chờ tới chân thân liên hệ với chân thân tự mình xuất thủ chưa từng nghĩ ước chừng hao tốn một phút thời gian đậu trường sinh liền đã đem phong ấn cho phá vỡ tâm thần chìm vào tại trữ vật giới chỉ bên trong một mắt đảo qua về sau trữ vật giới chỉ đồ vật không ít muốn là đậu trường sinh là trung phẩm tam phẩm võ giả thời điểm cái này mỗi một vật đều giá trị liên thành nhưng hôm nay toàn bộ đều là một số không đáng tiền đồ chơi. Như là ngày xưa chính mình tư tàn gia các gia một kiện nhất phẩm bán thần binh, ban đầu là bảo vật khó được, hiện nay đều là đồ bỏ đi. Thương Nguyên Đồng có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Đậu Trường Sinh cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền đã tìm được từng khối trắng tinh không tì vết ngọc thạch. Ngọc thạch này dài ước chừng lớn chừng bàn tay, phía trên tràn ngập ra khí tức, huyền diệu khó giải thích, nhìn một chút dường như thiên địa một dạng. Đây là đạo nguyên. Gần nhất không ngừng tiếp xúc đạo nguyên, đậu trường sinh sẽ không nhận sai nói nguyên khí hơi thở. Trong lòng an tâm không ít, có thể thật cao treo lấy một trái tim, vẫn không có hoàn toàn để xuống. Đậu trường sinh tự mình cầm lấy một khối ngọc thạch, cái này trắng tinh không tì vết ngọc thạch sau khi tới tay, trong lòng lập tức sinh ra một loại minh ngộ, ngọc thạch này bên trong phong ấn 20 phần đạo nguyên. Hết thảy năm khối ngọc thạch, một khối 20 phần đạo nguyên, vừa vặn 100 phần đạo nguyên. Khí tức cùng ba động, toàn bộ đều là thật, không có hư giả thành phần. Đậu trường sinh trong lòng đã có cảnh giác, làm sao có thể lơ là sơ suất, tâm thần bắt đầu chìm vào đến ngọc thạch bên trong, cẩn thận phân biệt trong đó đạo nguyên thật giả. Tâm thần khẽ quét mà qua, không có hư giả. Đối với cái này đậu trường sinh cũng không có yên tâm, lấy phương thức đơn giản nhất, bắt đầu một phần phần đạo nguyên nghiệm chứng. Đã lấy ra phong ấn chi vật, đây cũng là phong ấn chi thạch, màu sắc cũng là trắng tinh không tì vết, một mảnh thuần trắng. Loại vật này đậu trường sinh có không ít, đây là tự nhân tộc cái kia lấy được, vì chính là thu hoạch được một loại nào đó trân quý tư nguyên sau, có thể có chứa đựng phương thức. Phúc địa trở về sau thiên cơ lão nhân cố gắng nhét cho chính mình, nói tương lai mình dùng đến đến. Vốn là vẫn luôn tại hít bụi, đậu trường sinh thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này có dùng đến một ngày. Thứ này phẩm cấp không thấp, có thể phong ấn đạo nguyên, được xưng tụng là chiến lược tư nguyên. Nhớ đến cái này một tòa phong ấn chi thạch khoáng núi, bây giờ thuộc về vấn đề còn không có định ra, chính vị tại Đông Hải nào đó cái hải đảo, từ nhân tộc cùng long tộc cộng đồng chấp chưởng. Lại là một cái quyền sở hữu không rõ, lẫn nhau cãi cọ đồ vật lại ngược dòng tìm hiểu một chút cũng là hồng vũ thời kỳ sự tình long tộc phát hiện cái này đồ tốt hồng vũ đi ra ngoài thì không cẩn thận cũng phát hiện vì thế nháo đằng không nhỏ thứ này ngay tại đậu châu cùng môn châu đông phương vị trí nói đến cùng mình cũng lớn hữu duyên pháp phong ấn chi thạch thật khó nghe gọi đậu thạch cũng rất không tệ cơ hội này không nhỏ chứng đạo trở thành thần ma về sau khẳng định phải đi thực hiện nghĩa vụ như tiêu dao tử tọa trấn bắc cương một dạng chính mình cũng muốn tọa trấn một phương vừa mới đột phá không nhân quyền chung quy là muốn làm một ít việc cực. Suy nghĩ lúc hao tốn mấy hơi thở, thành công đem phong ấn chi thạch phá vỡ. Phong ấn chi thạch nhất mở về sau, bắt đầu từng khúc tan rã, dường như giống như là đất cát, trong nháy mắt chảy xuôi rơi xuống. Một phần phần đạo nguyên xông ra, Đậu Trường Sinh đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn mới phong ấn chi thạch đã rơi xuống, đạo nguyên đã phong ấn trong đó, động tác vô cùng thành thạo, nhưng khi đến phần thứ hai đạo nguyên lúc, Đậu Trường Sinh đã đình chỉ. Bởi vì cái này phần thứ hai đạo nguyên chỉ có khí tức cùng ba động, giống như huyễn ảnh đồng dạng, căn bản không phải chân thực tồn tại. Làm rời đi phong ấn chi sau đá, trong nháy mắt đã sụp đổ, trong nháy mắt liền đã tiêu tán trống không. Cái này 20 phần đạo nguyên, cũng chỉ có một phần làm thật. Đậu trường sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía còn sót lại bốn khối phong ấn chi thạch, tự mình lấy ra cẩn thận lại kiểm tra một lần, cho dù là trong lòng hiểu được, cái này tám thành cũng là một thật 19 giả, có thể sửng sốt không có nhìn ra không cùng đi. Thương tộc thật sự là khổ tâm tích lự a chuyện cho tới bây giờ đậu trường sinh đã phán đoán ra, thương nguyên đồng vẫn chưa bị thượng cổ thiên tôn hữu hóa. Vị này nhất tộc chi chủ, không phải như vậy hoa mắt ù tai không trí, cũng không phải là vì trùng kích bất hủ, đã tẩu hỏa nhập ma lục thân bất nhận người. Hoàn toàn ngược lại. Vị này thương nguyên đồng ngược lại là một vị bảo vệ chủng tộc, thắng qua hết thảy người. Hy sinh chính mình, để thương tộc miễn ở vạn tộc thảo phạt. Các loại manh mối toàn bộ đều móc nối thành tuyến, đậu trường sinh hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, chợt trong lòng sinh ra kính nể thương nguyên đồng mặc dù là địch nhân, có thể cũng đáng kính nể. Đáng tiếc bị chính mình lật bàn, kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không hiểu được. Đậu trường sinh đưa tay đem phong ấn chi thạch thu hồi, cứ việc cái này không có 100 phần đạo nguyên, nhưng cũng có được 5 phần đạo nguyên, nhất là sau cùng bốn khối phong ấn chi thạch, thứ này là có tác dụng lớn. Chính mình nhìn không ra hư giả, như vậy những người khác tự nhiên cũng không được. Thứ này dùng tốt, cũng là vạn tộc đại chiến dây dẫn nổ. Thiên dông cung toái phiến tảng mát tứ phương giữa thiên địa giống như ngày tận thế đồng dạng hỏa diễm không ngừng từ trong hư không đốt cháy cùng phong gào thét tàn phá bừa bãi thổi tới lại có nứt ra màu đen lỗ hổng hỗn độn chi khí chính chậm rãi thẩm thấu mà vào sáng chói màu vàng kim cầu vồng đứng trước ở giữa thiên địa hình vòng độ thế kim kiều chống lên thiên địa từng tôn tiên thiên thần ma khí tức nối liền đất trời khí tức kinh khủng bao phủ cửu thiên thập địa giờ phút này bầu không khí trầm mặc chỉ có tứ phương không ngừng truyền ra tiếng nổ vang từng đôi lạnh lùng con ngươi không ngừng liếc nhìn tứ phương ngay tại một chút xíu tìm kiếm lúc, con ngươi dưới đáy nổi lên vẻ sợ hãi. Hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình, giờ phút này lại là xuất hiện. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, lần này thảo phạt thượng của thiên tôn một chuyện, sau cùng vậy mà lại xuất hiện dạng này kịch vui hóa biến hóa. Một tôn đến từ tương lai tuyệt thế cường giả buông xuống. Giống như nghiền ép con ruồi đồng dạng, trực tiếp đem thiên đạo nhân cùng dông đạo nhân còn có thương nguyên đồng nghiền chết rồi. Nhất là sau cùng cái kia một tôn tương lai tuyệt thế cường giả trước khi rời đi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ liếc một chút không căn bản không phải chuyên môn nhìn chăm chú bọn họ chỉ là đang nhìn hướng thời gian trường hà nhưng cho dù là như thế bọn họ đều cảm nhận được vô thiên cái địa áp lực chúc long trong nội tâm dẫn theo một hơi giống như chim sợ cành công đối với tương lai tuyệt thế cường giả nhìn cái kia liếc một chút quả thực để chúc long ngạt thở đối với chúc long mà nói mềm yếu như vậy thời điểm đây là từ xưa đến bây giờ đều chưa từng có sinh mà là cao quý chúc long nhất tộc thành viên trời sinh cao quý tu hành sau đột nhiên tăng mạnh, kế thừa Trúc Long danh tiếng về sau, cũng đã là tiên thiên thần ma, nắm giữ lấy thời gian chi đạo, chiến lược vô song, trong thiên hạ ít có đối thủ. Trúc Long tao ngộ qua đại địch, cũng có được thất bại, đó là nhỏ yếu thời kỳ, địch nhân lấy cảnh giới cao khi dễ chính mình, nhưng dù là như thế Trúc Long cũng có thể nhất chiến. Có thể đối mặt với cái này một tôn tương lai tuyệt thế cường giả, Trúc Long thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đều đã mất đi. Khi đó, hoàn toàn mộng. Bây giờ lấy lại tinh thần, Trúc Long cảm nhận được khuất nhục, cũng có được tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Quá mạnh. Đây chính là thượng cổ 36 thiên cung một trong thiên dông cung, một tôn bất hủ kim tiên đạo trường, nhưng đối với cái này vị đến từ tương lai tuyệt thế cường giả mà nói, như là đậu hủ yếu ớt. Ngón tay gãy nhẹ, thì xóa đi một phần ba, lại một lần nữa rơi xuống thiên dông cung thì hỏng mất. Thương nguyên đồng đường đường một tôn chí cường giả, dốc hết tất cả, cực điểm thăng hoa, đổi lấy sức một mình, thậm chí ngay cả một cái bọc nước đều không có tuế lên, bị bẻ gãy nghiền nát nghiền chết rồi quả thực muốn so nghiền chết một con rùi còn muốn dễ dàng. Thương nguyên đồng cực điểm thăng hoa hạ chiến lực, là hy sinh tánh mạng một kích, tuyệt đối đã vượt ra khỏi chính mình. Có thể hay là chết. Chúc Long lặp đi lặp lại thì thầm một câu. Trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Nhưng cũng có được hỏa nhiệt. Cái này một tôn tuyệt thế cường giả, tuyệt đối là nắm giữ lấy thời gian chi đạo cường giả. Mà Chúc Long nhất tộc, nắm giữ thời gian. Đợi đến chính mình đột phá bất hủ thần ma về sau, tương lai khẳng định sẽ càng mạnh dù là không bằng cái này một tôn tuyệt thế cường giả nhưng có thứ ba bốn phần phong thái như vậy cũng là thiên hạ vô địch xích đế thần sắc nghiêm túc một phương thế giới này thời buổi rối loạn a bây giờ xích đế là tam quan hủy hết trong nội tâm lo lắng đương thời địch nhân cả đám đều tương đối khó đối phó vị nào đều là một đời nhân kiệt vốn cho rằng mười phần chắc chính thương tộc đều liên tiếp xuất hiện yêu thiêu thân mà hết lần này tới lần khác bây giờ địch nhân không chỉ là tại đương đại còn có thể đến từ tương lai cho dù là cũng biết dạng này đại giới cực lớn, có thể không ngăn nổi trước mắt có một cái thành công ví dụ. Hiện tại là tương lai địch đến, ngày mai liền có thể là đi qua địch đến. Tương lai vốn đã thần bí khó lường, có thể đi qua cũng rất khủng bố a. À. Cái kia nhất thống thiên địa đệ nhất bá chủ tổ long, lật đổ long tộc thành lập chúng thần thời đại thanh thiên câu quân, còn có thượng cổ thiên đình chi chủ đế thiên, vân vân. Cái này trong bóng tối, không chừng đều còn sống. Xích đế trong lòng liên tục thở dài cái này một số viễn cổ bá chủ sau cùng đều là vô tung cái này cho đời sau người mang đến áp lực rất lớn bởi vì không có rõ ràng tử vong thì rất có thể không có chết bầu không khí một mực trầm mặc thật lâu đậu trường sinh chủ động mở miệng nói chúng ta ở chỗ này một mực dừng lại cũng không phải sự tình như hôm nay dung cung tứ phân ngũ liệt đây cũng là trân quý tư nguyên chúng ta tự trước sau đó chọn rời đi đi vị này thượng cổ thiên tôn hẳn phải chết không nghi ngờ đan phượng gật đầu nói nói không sai vị này thượng cổ thiên tôn, xuất hiện cái này một loại kết cục, chứng minh đối phương lần này thảo phạt phía dưới sống tiếp được, tương lai không biết làm sao treo chọc phải một tôn kẻ địch khủng bố. Đến mức để hắn vượt qua thời gian trường hà, đến đến quá khứ xóa đi thượng cổ thiên tôn. Đây là muốn so giết người còn kinh khủng hơn trừng phạt. Trong tương lai đối phương không còn có phục sinh khả năng, thậm chí là truyền thuyết thần thoại cũng không được. Đan Phượng trầm mặt một chút, sau cùng mới chần chờ nói, nói đến tình cảnh này. Ta có một ít quen thuộc tựa như là tại một bộ thượng cổ điển tịch bên trong quan sát qua tương tự ví dụ cái kia một bản thượng cổ điển tịch bởi vì là một bộ tư nhân chỗ viết điển tịch trong đó miêu tả quá mức không thể tưởng tượng cho nên ta cho rằng đây là hư giả hoàn toàn xem như lời nói quyển tiểu thuyết đến xem chưa từng nghĩ hôm nay gặp mặt vậy mà phát hiện thằng hề là chính ta quả nhiên thượng cổ mạc niên long trời lỡ đất hắn kẻ cầm đầu thủ phạm cũng là cái này một vị tương lai tuyệt thế cường giả muốn không phải hắn vượt qua thời gian trường hà muốn cùng đạo tổ nhất chiến từ đó đưa tới thượng cổ thiên đình nhằm vào thiên đế cùng hắn tại thời gian trường hà nhất chiến tạo thành thiên đế trọng thương cũng sẽ không bởi vì đại họa tiến đến thiên đế mất tích từ đó thiên đình quần long vô thủ không có ứng đối chi pháp dạng này chuyện bất khả tư nghị lại là chân thực tương lai quá kinh khủng chờ một chút dựa vào cái gì lại muốn ta cổng nồi cái này nồi ta không cổng